chương 291, Tằng Ngưu, người dám giết ta. Đau, cơ thể rất là đau, cực kỳ đau đớn. Sắt hổ đổ bịch xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, mặt cắt không một giọt máu. Vương Lâm ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, hít một hơi khí lạnh, nghĩ, đạo tâm của ta là gì vậy? Hồng Điệp và Sắt Hổ lần lượt tỉnh dậy, hư ảnh trong hư không của Chu Giật cũng trở về với bản tôn của ông ta, dần dần rớt xuống, nhưng cũng chính vào lúc đó chỉ nhìn thấy trong hư không một hắc quỷ trảo vươn ra, bỗng nhiên chụp tới, quỷ trào này cách chu giật rất gần nguyên thần ly thể của hắn lập tức biến sắc gào lên một tiếng nhanh chóng xông vào cơ thể trong khoảnh khắc quỷ trào kia chộp tới nguyên thần chui vào cơ thể tránh sang một bên nhưng vẫn bị quỷ trào tóm được bụng của chu giật lập tức bị rạch một đường máu tươi phun ra chỉ có điều mục tiêu của quỷ trào này hoàn toàn không phải là thân thể của chu giật mà là túi chữ vật của ông ta thân thể chu giật chỉ bị thương nhẹ mà thôi còn về túi chữ vật thì binh một tiếng rồi rách nát từ trong đó rất nhiều đồ bay ra trong đó có một tòa bảo tháp sau khi bị quỷ trảo kia tóm được nhanh chóng bay trở lại. Không, hai mắt chu giật đỏ lừ, không để ý tới vết thương trên bụng, thanh âm thê lương dị thường, dường như xuyên thủng trời đất, khiến cho người nghe thấy phải đau lòng. Không một chút do dự ông ta thả lỏng thân thể, để nguyên thần ly thể phóng ra đuổi lấy bảo tháp. Đình nhi, ta quyết không để bất kỳ người nào mang ngươi rời xa ta. Tuyệt đối không. Không có nguyên thần hộ thể, cơ bắp chu giật lập tức phun ra những luồng máu tươi. Sắc mặt như màu giấy đổ xuống một bên, vì đình nhi chu giật cho dù thân thể bị diệt vong cũng cam lòng mấy ngàn năm bầu bạn tâm sự hàng ngày cất giữ quanh năm cảnh tượng này khiến chu giật đau lòng đến phát điên lên đình nhi chính là chiếc vảy ngược của ông ta nguyên thần của ông ta nhanh như chớp bay đi nhưng cũng đúng vào lúc này lão đầu trên quan tài bỗng nhiên mở to mắt ra một thân mình nhanh như chớp xuất hiện trước nguyên thần của chu giật cười lớn nói chu giật ngươi thực sự có bản lĩnh nếu như cho ngươi thêm nghìn năm nữa e rằng ngươi sẽ có khả năng đạt tới vấn đỉnh kỳ nhưng ngươi không biết rằng lão phu thân là đại trưởng lão của thi âm tông, sở hữu tam hồn. Ngươi chỉ tiêu diệt được một hồn của ta làm sao có thể giết được ta. Trong cái cười nhạt, quỷ trào đằng sau thân thể hắn sáng lên hóa thành một người thanh niên, dáng vóc người thanh niên này rất giống với lão đầu, trong tay hắn chính là bảo tháp kia. Vương Lâm nhìn cảnh tượng trước mặt mình hít một hơi sâu, ánh mắt chớp động, đáp xuống mặt đất, bên cạnh chính là cơ thể yếu ớt của Hồng Điệp. Lúc này hai mắt của Chu giật lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm lão đầu dường như muốn ăn tới nuốt sống ông ta vậy Trà đình nhi lại cho ta đình nhi ha ha chu giật ngươi đúng lấy tên thi thể đặt cho mình đây là thi thể của thiên nhân e rằng khi nó sinh ra thì ngươi đang ở trong vòng luân hồi rồi lão đầu cười ha ha thanh niên đằng sau ông ta cũng ngoác miệng cười theo tay phải vỗ vào bảo tháp lập tức từ trong đó bay ra một đạo bạch quang nữ thi xuất hiện tà áo trắng tung bay trong gió tuyết ghen hờn trao đảo giữa trời không suối tóc xanh phất phơ trong gió. Phẳng phất mùi hương, mê mẩn cả tâm hồn. Khoảng khắc khi thi thể xuất hiện, đại trưởng lão của thi âm tông cũng không khỏi dương mắt lên nhìn chằm chằm. Ngay cả một, câu chê cười cũng không có, chỉ có sự kinh hãi vì vẻ đẹp của nàng. Hồng Điệp đúng là rất xinh đẹp, nhưng nếu đem so với thi thể người con gái, thì chẳng khác gì đốm lửa với ánh mặt trời. Vương Lâm đang ở trong lòng tuyết, chỉ dám liếc mắt nhìn qua, sau đó trong lòng cũng không kìm được phải run lên, giống như có một thứ ma lực vô tận hấp dẫn vậy nó khiến hắn nổi lên ý niệm muốn cướp cái thi thể đó nhưng tư tưởng của hắn cực kỳ kiên định ý niệm này vừa mới nổi lên đã bị hắn mạnh mẽ bóp chết mặc dù vậy thì mồ hôi lạnh cũng đổ ra khắp người thật đáng sợ hắn hít một hơi thật sâu đảo ánh mắt qua chỉ thấy sắt hổ không thổ nạp nữa mà đứng thẳng lên ngơ ngác đi về phía thi thể cô gái nhưng khi đi được mấy trượng nét mặt hắn thay đổi liên tục đột nhiên sực tỉnh vẻ mặt trở nên kinh hoàng cho dù là hồng điệp thì trong mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng dù sao nàng cũng là phụ nữ, nên ánh mắt lập tức tỉnh táo trở lại. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, tập trung vào hồng điệp. Khi người này còn sống, chắc chắn là người tiên giới. Ngay cả lão phu khi mới nhìn thấy cũng phải chấn động tâm thần. Lão đầu thì âm tông, thu hồi ánh mắt. Đình Nhi, ánh mắt chu lộ ra vẻ si mê, nguyên thần trùng kích về phía trước. Lão đầu thì âm tông hừ nhẹ một tiếng, hai tay bấm pháp quyết, sau chụp mạnh tay lên ngực. Trong miệng phun ra một luồng khí tím, làn khí tím hóa thành từng sợi dây xích, tạo thành một cái lồng bao bên ngoài nguyên thần của Chu. "Chu, ta lấy cái bảo vật chuyên khóa nguyên thần của Thi Âm Tông để đổi lấy thi thể này, ngươi không thể thoát ra được đâu." Lão đầu lùi ra phía sau, người thanh niên ở phía sau có tướng mạo khá giống hắn, lập tức ôm thi thể ném cho lão. Sau đó, người thanh niên hóa thành một chùm sáng đen, chui vào trong mi tâm lão đầu, biến mất. Cơ thể lão đầu không ngừng lùi về phía sau chớp mắt đã quay lại bên quan tài tay lão ôm thi thể bay như tên bắn về khoảng không phía trước không hai mắt chu đỏ như máu giống lên keng keng hắn điên cuồng đập mạnh vào dây xích mỗi lần va đập dây xích đều lóe ra ánh sáng màu tím khiến cho nguyên thần của chu lại run rẩy nhưng hắn như chẳng hề cảm nhận giống như mãnh thú bị vây khốn bị mất đi bạn tình cứ thế đấm một cách điên cuồng keng keng dưới sự dãy dụa của hắn không gian xung quanh lại xuất hiện dấu hiệu sụp đổ và những khe nứt lớn xuất hiện hai mắt chu đỏ như máu ánh mắt hết sức đáng sợ trong đó chỉ có một mối hận tuy nhiên lại mang theo chút si vì si mà trở nên điên cuồng đem đình nhi trả lại cho ta điên khùng chu người bây giờ nên trở lại thân thể nếu thân thể xảy ra chuyện gì thì chỉ có đường chết thôi lão đầu chu âm tông nhìn cặp mắt đỏ như máu của chu trong lòng cũng cảm thấy run rẩy lão dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt thẳng lên bầu trời rồi bay đi như tên bắn khi người này chuẩn bị bay vào trong cửa động rồi rời khỏi đúng lúc này hai mắt chu giống như được ngưng tụ bằng máu hắn đã quên hết tất cả mọi thứ trong mắt hắn chỉ còn lại thi thể đình nhi không ngừng rời xa khoảng thời gian ở cùng với đình nhi hiện lên trong lòng hắn nếu mất đi đình nhi nguyên thần vốn không có tâm nhưng lúc này hắn lại cảm thấy đau đớn trong lòng cảm giác này đến từ linh hồn đến từ nguyên thần của hắn nỗi đau này quá mạnh mẽ quá khổ sở không đình nhi cơ thể của chu đột nhiên bốc cháy một tiếng nổ vang lên rồi vỡ tan hóa thành rất nhiều ngọn lửa từ trong khe hở của sợi xích sắt bay thẳng ra thiêu đốt nguyên thần ngươi ngươi điên rồi lão đầu biến sắc thiêu đốt nguyên thần là hành động dẫn đến cái chết không ngờ chu chỉ vì một cái thi thể mà tự nguyện tìm chết dưới sự thiêu đốt nguyên thần của anh biến trung kỳ chỉ trong nháy mắt thực lực đã tiếp cận đến anh biến hậu kỳ, nguyên thần của hắn vừa mới ngưng kết lại một lần, bây giờ lại vỡ ra, giống như một người lừa, trong nháy mắt đã đến bên cạnh lão đầu đang ở sát bên cửa động. "Trà Đình Nhi lại cho ta." Từng chữ từng chữ một ẩn chứa một sự yêu thương vô bờ bến. Chu không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, mà lấy thân thể nguyên thần bay ầm ầm về phía lão đầu, nhưng càng như vậy mới càng đáng sợ. Chỉ cần là thần thông pháp thuật, đều có phương pháp phá giải nhưng lần này lấy nguyên thần thực thể tương đương với anh biến hậu kỳ để đụng vào thì dưới con mắt của lão đầu thi âm tong chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ mới có thể hình dung được rắc rắc không gian xung quanh vốn xuất hiện khe nứt với số lượng lớn vào lúc này những vết nứt lớn nhỏ đã bắt đầu sụp đổ rất hổ lộ vẻ đau khổ lập tức nhảy lên bay đi như tên bắn về phía cửa động rồi sau đó hắn xông thẳng vào cửa động vẻ mặt lão đầu đại biến không do dự mà điểm vào mi tâm ngay lập tức đệ tam chính là người thanh niên bay ra đứng chắn ở trước mặt chẳng qua linh hồn của đệ tam vừa mới xuất hiện đã va chạm với chu khiến cho hồn bay phách lạc trà đình nhi lại cho ta ngọn lửa trên người chu bốc cháy hừng hực trong mắt hắn chỉ có một sự điên cuồng vẻ mặt dữ tợn giống như một con mãnh thú chuẩn bị cắn người đồ điên da đầu của lão già thi âm tông tê dại ném thi thể người con gái trong tay ra lão không muốn vì một thi thể mà phải bỏ mạng tại đây Chu Giang tay ôm lấy thi thể. Trong mắt xuất hiện một sự âu yếm, khóe miệng nhách lên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đình nhi, không ai có thể mang muội đi. Không ai có thể. Dấu hiệu sụp đổ của không gian chung quanh, càng lúc càng mạnh. Những khe nứt trên bầu trời lập tức tăng lên. Vương Lâm đang tập trung vào hồng điệp. Lúc này, ánh mắt hắn chợt lóe lên, trong lòng thầm hỏi là đi hay ở. Bất chợt, cơ thể Vương Lâm hóa thành trùng sáng, phóng thẳng về phía hồng điệp. Sắt hổ nhìn thấy như vậy thì há hốc miệng, nhưng không nói gì. Giờ phút này, tính mạng quan trọng hơn. Tốc độ Vương Lâm đạt đến đỉnh điểm, gần như trong chớp mắt, khoảng cách đến Hồng Điệp chỉ còn 30 trượng. Sắc mặt Hồng Điệp lập tức đại biến. Lúc này trong cơ thể nàng tuy có chút khôi phục, nhưng pháp bảo tổn thất nghiêm trọng. Bên trong cơ thể còn có nội thương. Tu vi đã không còn ở mức hóa thần hậu kỳ, mà hạ xuống rất thấp. Có thể nói đây là mức thấp nhất từ trước đến nay của nàng. Nàng không khỏi lạnh lùng nói, tăng Ngưu, nếu ngươi giết ta, Chu Tước Quốc sẽ không tha cho ngươi, ha ha, hồng điệp. Lời uy hiếp đó của người không giống như được nói ra từ miệng của thiên tri kiều nữ. Vương Lâm cười nói, vỗ vào túi chữ vật. Cấm phiên xuất hiện trên tay, rồi rung lên. Cấm khí lập tức ầm ầm xuất hiện bay quanh quẩn bên người hắn giống, như một con ác long. Ngưng. Theo tiếng hét của Vương Lâm, cấm khi đang bay lượn liền ngưng tụ một chỗ, tạo thành một cây cấm khí trường thương màu đen. Vương Lâm cầm nó trong tay, rồi bước về phía Hồng Điệp. Hồng Điệp chẳng phải ngươi muốn đánh với ta? Một trận sao? Trong khoảnh khắc này, Vương Lâm giống như thiên thần, trong tay cầm trường thương đâm thẳng về phía trước. Ầm! Um, khi một thương hạ xuống, thì những khe nứt trên bầu trời đã mở ra một cái hố khổng lồ. Khoảng cách 30 trượng, Vương Lâm nhảy tới, tay cầm cấm khí trường thương đâm thẳng lên đầu Hồng Điệp. Tằng Ngưu, ngươi điên rồi. Sụp đổ thế này, nếu bây giờ ngươi không chạy, thì vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nữa. Sắc mặt Hồng điệp đại biến, nhanh chóng lấy ra một cây phi kiếm màu trắng từ trong túi chữ vật rồi vội vàng chống cự không thể né tránh không thể thuấn di không thể không đỡ phía sau lại là khe nứt bên cạnh cũng là khe nứt bốn phương tám hướng đều là những khe nứt không gian Xảy chân rơi vào bên trong nếu không có tinh la bàn không có dũng khí thiêu đốt nguyên thần thì chỉ có con đường chết ầm um. phi kiếm màu trắng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bắn ra bốn phía rồi biến mất ở bên trong rất nhiều khe nứt Trường thương của Vương Lâm cũng lập tức thu nhỏ lại một vòng lớn, nhưng thế công lại càng mạnh. Tăng mỗ sống chết thế nào, không cần ngươi quan tâm. Giết chết ngươi đi cũng không muộn." Vương Lâm cười nói. Tuy nhiên cơ thể lại khẽ run lên bởi tuyệt tình ý cảnh của Hồng Điệp đã ầm ầm tiến đến. Ý cảnh này rất mạnh, Vương Lâm không thể ngăn cản, nhưng vẫn có thể chống cự lại được. Chỉ cần giết chết Hồng Điệp, ý cảnh sẽ tự nhiên tan vỡ. Đối với Hồng Điệp, thì Vương Lâm chắc chắn phải giết. Nàng đã vài ba lần muốn giết hắn nếu không giết thì sau này chắn chắn sẽ có phiền toái lớn. Hồng Điệp cắn chặt răng, trong nháy mắt khi cấm khí trường thương như tia chớp đâm tới, liền nâng tay phải lên, lấy vòng ngọc trên cổ tay đâm vào mũi thương. Keng! Trường thương của Vương Lâm lại tan ra, hóa thành rất nhiều đạo cấm khí, nhưng không ngưng tụ lại một lần nữa. Một luồng ý cảnh mạnh mẽ, từ trên trời rơi xuống người làm chó đầu óc Vương Lâm rối loạn. Nhưng ý chí của Vương Lâm vốn rất kiên định. Tư chất hắn chỉ bình thường, nhưng ý chí của hắn thì phóng mắt khắp chu tức tinh, tuyệt đối không tầm thường. Khi hắn còn nhỏ, không có pháp thuật, trong lúc kiểm tra trèo lên núi ở hàng nhạc phái, ý chí cũng đã làm kinh động người khác. Huống chi bây giờ đã trải qua 400 năm rèn luyện, có thể nói chẳng khác nào sắt thép. Cho dù ý cảnh bao quanh người, nhưng cơ thể vương lâm không ngừng lại. Hắn lật tay phải lên, chín cái tượng gỗ xuất hiện ở trước mặt. Tuế Nguyệt, chín bức tượng gỗ chấn động, ngẫu nhiên hóa thành chín người. Trên mỗi người đều có máu huyết lưu chuyển trong kinh mạch. Một tia tuế nguyệt ý cảnh, Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Hồng Điệp lấy vòng ngọc cản trường thương, cơ thể bắn về phía sau, rồi run người, phun ra một ngụm máu tươi. Không gian xung quanh đã sụp đổ hàng loạt, thậm chí có chỗ đã trở thành hư vô. "Tăng Ngưu, ta là đệ tử nòng cốt của Chu Tước Quốc. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ chết không toàn thây." Hồng Điệp sợ hãi. Lúc này nàng đã thật sự sợ hãi. Nàng vừa mới lùi ra sau một bước, Tuế Nguyệt Ý cảnh đã từ trong chín bức tượng gỗ lan rộng ra. Sắc mặt nàng lại biến đổi nghẹn ngào nói, tuế nguyệt ý cảnh. Tuế nguyệt ý cảnh, do Thanh Tùng có tu vi hóa thần trung kỳ của liên minh tứ phái, thi triển đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Hai ngón tay phải giống như lưỡi dao sắc, khắc lên tượng gỗ, rồi vạch thẳng về phía trước. Dưới tuế nguyệt ý cảnh, cơ thể hồng điệp phải, chậm đi vài phần. Nếu nàng không bị thương từ trước, thì tuế nguyệt ý cảnh căn bản chẳng có gì phải lo. Nhưng bây giờ nó lại trở thành sợi xích khóa chặt sinh mệnh nàng. Trong mắt hồng điệp chỉ có một sự thù hận nàng không do dự giơ tay phải lên, trong miệng phát ra vài câu thần chú quỷ dị. Vòng ngọc lập tức phát ra ánh hào quang chói mắt. Dưới ánh hào quang, Tuế Nguyệt ý cảnh lập tức biến mất. Ngón tay Vương Lâm cảm thấy một sự đau đớn. Loại cảm giác này giống như trước đây đụng đến kiếm tiên vậy. Tằng Ngưu, ta nhớ kỹ ngươi, là ngươi, là ngươi ép ta phải trả một cái giá đắt, là ngươi bức ta mở nguyên khai thái. Hẹn gặp lại ở Chu Tức Tinh. Nỗi căm hận trong lời nói của Hồng Điệp đã lên đến cực điểm. Nàng nói xong, nhanh chóng lui về phía sau, bay về phía hắc động. Lúc này cái vòng tay nguyên khai thái đang tỏa ra ánh sáng trắng. Những tia sáng đan xen lại với nhau, tạo thành một hắc động thật lớn, xuất hiện ở sau lưng hồng điệp. Trong hắc động, đột nhiên lộ ra một chỗ giống như tế đàn. Đó chính là một nơi trên chu tước quốc. Vòng tay nguyên khai thái, ngoại trừ thần thông vốn có ra, nó còn có một tác dụng là giúp người đeo nó từ bất kỳ vị trí nào trên tiên giới đều có thể bình yên quay trở về. Vòng tay vốn là vật của tiên giới mà năm đó Chu Tước Quốc có được, vì thế nó có được thần thông thế này thì chẳng có gì lạ. Cũng vì như vậy, Hồng Điệp mới không sợ hãi. Nhưng cái giá phải trả để mở vòng tay ra rất cao. Sau khi quay trở về tinh cầu Chu Tước, tu vi Hồng Điệp sẽ không còn là hóa thần hậu kỳ mà là hóa thần trung kỳ. Lúc này thân thể Vương Lâm dường như không chống đỡ nổi tuyệt tình ý cảnh. Thấy Hồng Điệp sắp đi, hắn không cam lòng. Nếu không có cái vòng tay đó thì ngày hôm nay chắc chắn Hồng Điệp sẽ phải chết một khi để nàng quay trở về sợ rằng sẽ rất khó có được cơ hội tốt như ngày hôm nay hồng điệp ngươi xem đây là cái gì vương lâm quát một tiếng rồi nâng tay phải lên đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một cái quạt chỉ còn lại hai cánh lông chim ánh mắt hồng điệp lập tức trở nên ngưng trọng nhìn cây quạt chằm chằm lộ ra vẻ kinh hoàng bước chân nàng không tự chủ được phải lui lại một chút quạt của sư tỷ cái vương lâm muốn chính là khoảnh khắc này cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu của cơ thể do tuyệt tình ý cảnh gây ra Hắn ném cây quạt trong tay về phía trước, đồng thời trong nháy mắt nguyên thần từ trên trán bay ra. Nguyên thần bay ra, xông thẳng về phía trước, rồi nắm lấy hai cái lông chim trên cây quạt. Trùm lông lập tức bốc cháy hừng hực, đột nhiên hóa thành một bóng đen giống như Vương Lâm. Chẳng qua bóng đen này không có diện mạo nào mà chỉ là một cái bóng đen kịt mà thôi. Khoảnh khắc khi bóng đen xuất hiện, nguyên thần Vương Lâm hét to, "Nổ!" Ầm. Ừ. Bóng đen lập tức phát nổ. Năng lượng của nó tản ra đều bắn thẳng về phía hồng điệp sắc mặt hồng điệp lại biến đổi, lập tức lui về phía sau. Lúc này, khi nàng đã bước vào trong hắc động, nguyên thần của Vương Lâm mới bay đến. Ở lại, Vương Lâm vươn tay phải, vung mạnh ra một chảo. Hồng điệp vừa muốn phản kháng, nhưng vụ nổ đã đánh thẳng tới người khiến cho nàng la lên một tiếng thảm thiết, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này một chảo của Vương Lâm đã hạ xuống trước người nàng. Giờ khắc này Vương Lâm cũng liều mạng. Hắn không thèm để ý đến khả năng nguyên thần, sau khi rời khỏi thân thể sẽ bị tổn thương, vì vậy mà một chảo của hắn mang theo một tia sát khí hồng điệp nâng tay phải lên ngăn cản ở phía trước một chùm ánh sáng trắng từ trong cơ thể tỏa ra chùm sáng này có tác dụng làm tổn thương nguyên thần cực mạnh do khoảng cách của vương lâm lại rất gần nên hắn lập tức cảm thấy nguyên thần nhanh chóng suy yếu xoẹt một chảo của vương lâm chộp tới thấy lóe lên ánh hồng cánh tay phải của hồng điệp phun ra máu tươi dưới một chảo của hắn chỉ thấy hồng điệp mất đi một cánh tay sắc mặt trắng xanh hai mắt nhắm nghiền rơi vào bên trong hắc động vương lâm thầm than một tiếng nguyên thần chụp lấy một cái lông chim rồi nhanh chóng quay về cơ thể trong nháy mắt khi hắc động khép lại đã về tới nơi hóa thần hậu kỳ giết quá khó vương lâm thu tay lại rồi hướng về phía lối ra vào mà bay đi hắn đã gần như dùng tất cả thủ đoạn thậm chí đợi đến khi pháp bảo của nàng bị phá hủy gần hết cơ thể yếu ớt nhất nhưng vẫn không thành công tuy không giết được nhưng với cánh tay này ta có rất nhiều phương pháp thậm chí có thể tạo thành lời nguyền khiến cho tu vi của ngươi vĩnh viễn chỉ dừng lại ở hóa thần ánh mắt vương lâm lóe lên lộ ra một tia âm trầm tu vi mình vẫn không đủ nếu như mình có thể đạt đến hóa thần trung kỳ thì trận chiến ngày hôm nay kết quả sẽ không giống như vậy vương lâm lại than thở hắn và hồng điệp chiến đấu cũng không lâu chỉ trong khoảng vài lần hít thở mà thôi tên điên đúng là điên lão đầu thì âm tông ném thi thể người con gái ra trong lòng mắng lớn đang định phóng về phía trước, thì bất chợt từ lối vào vang lên những tiếng động lớn rồi sụp đổ. Lão đầu ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lối ra biến mất mà lòng đầy đắng ngắt. Không chỉ có lão, mà ngay cả sất Hổ cũng trở nên sừng sốt. Chương 292: Người theo đạo, sáng sinh chiều tử. Vương Lâm nhìn thấy lối ra biến mất liền nhanh chóng xoay người phóng xuống mặt đất. Nơi đây đã có rất nhiều tầng không gian bị vỡ vụn trùng trùng điệp điệp. Nếu không thể bay lên, vậy thì chỉ có thể hạ xuống trước khi chu giật và lão đầu chiến đấu thì thần thức của hắn đã lặng lẽ sục sọi một hồi trong lòng đất lúc này trong lòng hắn đã có mục tiêu vì vậy mà gần như chỉ trong nháy mắt hắn đã chạy đến một hố sâu chưa bị biến mất trên mặt đất hắn không chút do dự vọt thẳng vào bên trong lúc này lão đầu thì âm tông cũng lập tức xoay người thần thức đảo qua rồi phóng thẳng về chỗ vương lâm vừa mới hạ xuống sắt hổ sờ vào túi chữ vật tinh la bàn vẫn còn ở bên trong đáng tiếc là bị hư hại quá nghiêm trọng không thể sử dụng lại được hơn nữa hắn cũng chẳng có thời gian sửa chữa. Rơi vào đường cùng, vội vàng bám theo phía sau lão đầu. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ tính mạng trước. Đình Nhi, nàng xem, tên muốn cướp nàng đang phải chạy trốn kìa. Ta đã nói rồi, người nào muốn cướp nàng đi, đều phải chết. Chờ sau khi ta dùng chút sinh mệnh cuối cùng giết chết hắn, sẽ cùng nàng tiêu tan trong hư không có được không? Kỳ quái thật, vì sao trong lòng ta lại cảm thấy một chút xa lạ với nàng? Ta hình như nhớ đến một cái gì đó đình nhi chu giật ôm thi thể người con gái trong ánh mắt có một sự ngơ ngác nhưng lập tức lại thất thần thì thào nói hắn hôn nhẹ lên môi của thi thể rồi cau mày trong mắt hiện lên sát khí hắn ôm thi thể đuổi theo lão đầu thi âm tông vương lâm tiến vào trong động rồi nhanh chóng hạ xuống dần dần âm thanh sụp đổ của tầng thứ ba đã ở rất xa tuy vẫn liên tục và cũng có sự ảnh hưởng nhưng lúc này ở tầng thứ tư là chỗ an toàn nhất phương pháp duy nhất rời khỏi nơi đây là tinh la bàn của sất hổ. Trong lúc Vương Lâm trầm người xuống, trong lòng thầm nghĩ. Sau khi hạ xuống một lúc lâu, Vương Lâm nhìn thấy phía trước sáng lên. Một tia sáng trong ánh mắt chợt lóe lên nhưng hắn vẫn chưa lao ra, mà chỉ dán người lên vách đá ở bên cạnh. Sau vài lần hít thở, một bóng người nhanh chóng lướt qua. Khi đi ngang qua bên cạnh Vương Lâm, người này dừng lại hử nhẹ một tiếng, rồi lập tức bay về phía ánh sáng. Sất hổ hạ xuống ngay sau đó, sau khi nhìn thấy vương lâm thì hơi ngẩn người lúc này vương lâm cũng lập tức bay ra truyền âm nói Sắt hổ huynh ở chỗ này tu vi của ta và huynh thấp nhất cẩn thận lão già thi âm tông kia Sắt hổ gật đầu đồng thời cũng từ bên trong bay ra trong nháy mắt khi bay ra hai người đều ngẩn người lúc này hiện ra trước mặt hai người là một loạt cung điện to lớn hoành tráng nhìn không thấy giới hạn tất cả cung điện đều được chế tạo từ linh thạch đặc biệt là tòa cung điện ở giữa từ xa nhìn lại đều có thể thấy được tiên khí tỏa ra từ những tòa cung điện đạt tới mức độ kinh người cung điện ở giữa có phải được dùng tiên ngọc tạo ra không sất hổ hít một hơi thật sâu thần thức vương lâm còn mạnh mẽ hơn so với hắn mới đảo qua một cái vẻ mặt đã trở nên kinh hãi hắn thấy cung điện ở trung tâm cũng không phải hoàn toàn do tiên ngọc chế tạo ra mà có một nửa là linh thạch nhưng chỉ cần như vậy cũng có thể thấy được năm đó chủ nhân của cung điện đã tiêu tốn đến mức độ như thế nào tẩm cung tiên vương từ xa truyền đến một âm thanh vui mừng, lão đầu thi âm tông với vẻ mặt kinh ngạc cười lên ha ha. Không biết là, tẩm cung của vị tiên vương nào, mà có thể giữ hoàn chỉnh thi thể của tiên nhân được như vậy. Lão đầu kia cười lên ha ha, vọt thẳng về phía trước. Lão định đi vào bên trong quần thể cung điện. Đúng lúc này, Chu giật ôm thi thể người con gái xuất hiện. Hắn vừa mới hiện thân, đã lập tức dẫm chân lên bậc thềm ở phía trước. Nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng chỉ cần ba bước hắn đã đi đến trước người lão đầu thi âm tông đình nhi giết chết hắn chúng ta sẽ đi vào trong hư không được chứ ta có thể cảm giác được bản thân đã bắt đầu yếu đi rồi nhưng hình như ta cũng hiểu rõ một số chuyện hình như ta đã nhớ lại một số chuyện năm đó ta hình như biết được nàng là ai chu giật nhìn thi thể người con gái mà nói một cách âu yếm lão đầu thì âm tông biến sắc lập tức lui về phía sau chu giật ngẩng đầu nhìn vào đối phương cơ thể đột nhiên chuyển động đánh thẳng về phía lão đầu sức mạnh của anh biến hậu kỳ đánh về phía người nào cũng đều là một cơn ác mộng đáng sợ sắc mặt lão đầu biến đổi vội vàng tránh qua chu ngươi điên rồi thi thể tiên nhân ta đã trả lại cho ngươi rồi vì sao không chịu bỏ qua trong cung điện này nhất định còn có những thi thể khác nếu ngươi thích thì cứ đi tìm sao cứ mãi bám theo ta lão đầu thi âm tông tức giận giống lên chu giật nhìn thật kỹ thi thể người con gái lại hôn nhẹ một cái lên chán nàng sau đó nhắm mắt lại khi mở ra trong ánh mắt lại không còn có sự si mê nữa mà trở nên trong sáng chưa từng có thứ ánh mắt đó tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên người hắn đen trắng rõ ràng hắn đi về phía trước một bước lập tức từ trên trời có một tia sét đánh xuống trong tia sét cả người chu giật giống như một đạo lưu tinh bốc cháy hừng hực rồi đột nhiên hướng thẳng về phía lão đầu bay tới không gian xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng nổ ầm ầm rồi lại bắt đầu sụp đổ nhưng lần này, hiện tượng ở trên không trung lại rất rõ ràng. Âm thanh một thứ gì đó bị xé rách chợt vang lên. Nó giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang xé toạc ra một khe nứt thật lớn. Ý cảnh của ta là si, đạo tâm của ta là đình nhi. Vì đình nhi mà chết, ta tình nguyện. Giọng nói chu giật từ trong đạo lưu tinh truyền ra ngoài. Đạo lưu tinh này xẹt qua bầu trời, mang theo những tiếng xe gió liên tiếp. Cuộc đời chu giật ta đã đến phút cuối cùng, nhưng ta không oán hận sắc mặt lão đầu lại biến đổi chửi ẩm lên lập tức lui ra phía sau hắn biết đối phương đã đi đến con đường cùng chỉ cần mình kiên trì thêm một chút đối phương chắc chắn sẽ tiêu tan không ngờ đến bước cuối của cuộc đời ta lại phải nhờ vào đốt cháy nguyên thần mới có thể ngộ giọng nói của chu giật mang theo một tia cảm thán một chút hối hận từ từ văng ra lúc này bầu trời đột nhiên tối sầm lại một luồng uy áp khổng lồ từ trên trời rơi xuống thân thể vương lâm không có lực kháng cự lập tức bị nén từ trên trời xuống đất sắt hổ lại càng không chịu nổi cả người hắn bị áp lực đè lên mặt đất không còn sức lực để dãy giụa ngay cả dãy cung điện trên mặt đất lúc này cũng ầm ầm sập xuống hóa thành những mảnh vụn chỉ có cung điện ở giữa khó khăn lắm mới có thể đứng vững nhưng cũng xuất hiện những vết nứt lớn tận đáy lòng vương lâm cảm thấy hoảng hốt hắn kinh hãi nhìn đạo lưu tinh đang bốc cháy trong đầu cảm thấy trống rỗng với ý chí của hắn mà cứ thế run rẩy không làm sao có thể kiềm chế được. Thì, ra, đây mới là đạo. Đáng tiếc, lại là bước cuối cuộc đời của ta. Sư phụ từng nói con đường của người theo đạo, sáng sinh triều tử. Thì ra, nó có nghĩa là như vậy. Chương 293, Hai lễ vật. Một hạt châu màu đỏ như nắm tay xuất hiện trên đỉnh đầu chu giật. Sau khi xuất hiện thì lập tức vỡ ra, hóa thành một thứ chất lỏng màu đỏ, rồi hòa vào bên trong ngôi sao đang bốc cháy. Giờ phút này, trên ngôi sao đang bốc cháy, lại yên lặng tiêu tan một cách quỷ dị. Chỉ thấy một người toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ đứng sừng sừng giữa trời đất. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ nuối tiếc và cảm khái rất sâu, tay phải khẽ điểm về phía lão già thi âm tông. Lão đầu vừa muốn né qua, nhưng lại phát hiện thân thể không di chuyển được, sắc mặt không khỏi trở nên trắng xanh, kinh hoàng nhìn về phía chu giật. Vấn đỉnh. Hắn cay đắng nói. Năm đó lần đầu tiên ta đi đến tiên giới, đã ngộ ra, ý cảnh là ngươi áp đặt cho ta. Mục đích của ngươi, ta cũng hiểu, nhưng cho dù hiểu thì ta cũng không hối hận. Nếu có luân hồi, ta vẫn sẽ chọn ở bên ngươi. Chu giật cũng không thèm nhìn lão đầu, mà cúi đầu nhìn người con gái trong lồng ngực. Năm đó hắn là người có tư chất xuất sắc nhất trong ngũ tông, có sự kiên trì mà người thường không thể có, tu luyện thuật ngũ hành. Cuối cùng từng bước một vượt hẳn đám đồng môn, rồi bái một vị trưởng bối anh biến hậu kỳ duy nhất trong môn phái làm sư phụ từ đó về sau từng bước lên mây tu vi ngày càng thâm hậu khi hóa thần hắn được sư tôn tặng vũ đỉnh mà đi vào tiên giới khiến cho tất cả mọi người bất ngờ lần đó hắn vừa đi cả người đã có biến đổi long trời lở đất trong tiên giới hắn ngẫu nhiên tiến vào một ngôi lầu trang nhã khi đó đập vào mắt hắn là thi thể của người con gái nằm trên giường từ đó về sau ma xui quỷ khiến thế nào hắn đã đánh mất phương hướng của mình trong mắt hắn thì nàng là tất cả vì nàng hắn phản bội lại sư môn làm sư phụ vô cùng đau đớn, nhưng không nỡ tự tay giết chết ái đồ, chỉ thở dài ba tiếng, phất tay áo bỏ đi. Yêu cái thi thể của nàng, mà biến thành một kẻ điên khùng. Hàng loạt lời đồn truyền khắp Chu Tức Tinh, cũng chẳng ảnh hưởng đến nỗi lòng của hắn. Hắn không hối hận. Với một sự si tình, tu vi hắn lại không ngờ lại càng ngày càng cao, trở thành tu sĩ anh biến kỳ. Ngày sư tôn hắn tiến lên vấn đỉnh thất bại rồi qua đời, hắn đứng bên ngoài ngũ hành tông, quỳ ở đó 7 ngày, Mấy năm sau, ngũ hành tông trải qua ba lần kiếp nạn, nhưng hắn đã không còn là đệ tử ngũ hành tông. Giờ khắc này, những cảnh tượng ngày xưa hiện lên trong lòng Chu Giật. Lão đầu thi âm tông, đã không còn khả năng vùng vẫy với vấn đỉnh kỳ. Căn bản, lão không còn bất kỳ hy vọng nào có thể tìm được đường sống. Cảnh giới quá tranh lệch đã bóp nát tất cả mọi sự phản kháng. Ánh mắt Chu Giật hết sức tỉnh táo, tuy không còn âu yếm như lúc trước, nhưng có một điều gì đó giống như khắc cốt ghi tâm. Hắn lại cúi đầu khẽ hôn lên mi tâm thi thể, sau đó đảo ánh mắt qua, nhìn hai người sắt hổ và vương lâm. Cuối cùng ánh mắt chuyển lên người sắt hổ, dùng giọng bình thản, nói, tiểu huynh đệ, giúp ta chăm sóc thê tử, được không? Cơ thể sắt hổ lập tức bị một sức mạnh thần kỳ kéo lên khỏi mặt đất. Hắn ngạc nhiên nhìn chu giật. Việc này, chu giật nhướng mày. Sắt hổ chua sót trong lòng. Hắn không thể bảo quản thi thể này được. Một khi bị trưởng lão trong tộc biết được, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hắn. Nhưng lúc này, lời phó thắc lúc lâm chung của một người tu sĩ vẫn đỉnh kỳ, sợ là không ai dám không đồng ý. Vãn bối, đồng ý. Sất hổ hít, thở sâu, khẽ nói. Chu vật vung tay lên, lắc đầu nói, ngươi là thiếu tộc trưởng cự ma tộc, tất nhiên sẽ có điều lo ngại. Nếu sợ sẽ bước theo vết xe đổ của ta, vậy thì thôi. Nói xong, ánh mắt hắn lại đảo qua, chuyển lên người vương lâm, khẽ nói, ngươi có bằng lòng giúp ta không? Vương Lâm lập tức cảm thấy áp lực trên cơ thể giảm đi, đứng lên khỏi mặt đất. Sau khi nghe thấy lời nói của Chu Dật, hắn trầm mặc. Thê tử ta, cần tiên ngọc để bảo tồn cơ thể. Một nghìn năm ngươi phải có nghìn khối tiên ngọc. Việc này đối với ngươi tuy có khó khăn nhưng cũng không phải quá lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi đồng ý không? Ánh mắt Chu Dật thanh tỉnh nhìn Vương Lâm, chậm rãi nói. Ta không dám cam đoan sẽ tìm được nhiều tiên ngọc như vậy. Vương Lâm trầm mặc một lúc, nói, Chu giật mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, tốt. Tiểu huynh đệ, ta cũng không phải không có gì báo đáp. Phó thác mấy nghìn năm, ta sẽ không để ngươi giúp không công. Vương Lâm nhìn Chu giật, không nói gì. Chu giật nói xong, bàn tay chộp một cái xuống dưới, cung điện chưa sụp đổ trên mặt đất lập tức tan vỡ. Đống tiên ngọc từ từ bay lên. Vô số các khối tiên ngọc ở giữa không trung tạo thành một tòa bảo tháp. Cuối cùng Chu giật nhìn qua thi thể người con gái trong lòng, rồi ném về phía bảo tháp khi thi thể biến mất bên trong bảo tháp tay phải chu giật vung lên ngọn tháp lập tức thu nhỏ lại bay về phía vương lâm rồi rơi vào trong tay hắn trong nháy mắt khi cầm lấy bảo tháp một tia sức mạnh kỳ lạ lập tức chảy vào trong cơ thể vương lâm rồi tạo thành một đạo ấn ký trên nguyên thần của hắn lúc này trên bảo tháp có ý cảnh vấn đỉnh kỳ của ta ngươi tìm một chỗ âm hàn rồi lấy ngọn tháp này ra trong phạm vi trăm dặm quanh tháp trừ khi có người tu vi cao hơn ta bây giờ nếu không không được phép của ngươi thì chẳng người nào có thể tiến vào phạm vi trăm dặm đó. Chu giật mỉm cười với Vương Lâm, rồi tay phải điểm lên mi tâm. Lập tức một viên ngọc màu đỏ như móng tay từ trên mi tâm bay ra, rồi bắn về phía Vương Lâm. Viên ngọc vừa mới xuất hiện, những mảnh vỡ nhỏ ở nơi này lập tức khựng lại, giống như thời gian ngừng trôi. Từ trong viên ngọc, tản mát ra một cổ thiên đạo. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy viên ngọc, hình như cảm nhận được một lực lượng pháp tắc thiên đạo luân hồi không thể tưởng tượng được giống, như năm đó hóa thần hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu đây là lễ vật đầu tiên ta cho ngươi vấn đỉnh chi tinh vật này bây giờ ngươi không thể sử dụng được nhưng nếu có một ngày ngươi đạt đến vấn đỉnh kỳ nó sẽ có sự trợ giúp cho ngươi lão đầu thì âm tông nhìn chằm chằm vào viên ngọc trên mặt lộ ra vẻ khát khao mãnh liệt giá trị của vật này hắn hiểu rất rõ tuy nó không có bất kỳ thần thông nào nhưng nếu một tu sĩ cảm nhận thiên đạo đến khoảnh khắc cuối cùng đạt đến vấn đỉnh trong trời đất sẽ biến hóa thành vật đó nếu hắn có thể thành công có được vật đó, xác suất tiến lên vấn đỉnh sẽ lập tức tăng thêm 3 thành. Nếu tu sĩ có được vật này, thì khi đứng giữa sinh tử của việc đột phá lên vấn đỉnh, sẽ có thêm một sự lựa chọn. Tu sĩ vấn đỉnh nếu mất nó, tu vi sẽ vĩnh viễn thối lui cho đến khi chết. Nói nó là tính mạng cũng không có gì sai. Mà Chu Giật cũng chỉ mới ngưng tụ được nó. Sắt Hổ cũng ngơ ngác nhìn vấn đỉnh chi tinh. Dù sao hắn cũng là thiếu tộc trưởng cự ma tộc kiến thức rất nhiều nên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nó, trong lòng. Lập tức cảm thấy vô cùng hối hận. Tuy hắn cũng đoán được, Chu Dật sẽ không để người khác không công chiếu cố thê tử. Nhưng lại không nghĩ tới, Chu Dật lại có thể tặng loại bảo vật quan trọng như vậy. Nếu sớm biết như vậy, lúc nãy hắn sẽ đồng ý ngay không chút do dự. Hơn nữa, nghe thấy trong lời nói của Chu Dật, chẳng qua đây chỉ là lễ vật đầu tiên, như vậy rất có khả năng sẽ còn lễ vật thứ hai, thứ ba. Hối hận trong lòng sất hổ đã đến mức đỉnh điểm vẻ mặt rất hổ rơi vào mắt chu giật, khóe miệng hắn lập tức hiện ra một nụ cười cao ngạo, tay phải hắn điểm lên lão đầu thi âm tông, cơ thể người này lập tức mất tự chủ bay lên, rồi bị chu giật chộp vào trong tay. lễ vật thứ hai ta tặng ngươi chính là tên này đại trưởng lão thi âm tông, ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng ngươi phải làm người hầu một vạn năm, ngươi đồng ý không? ánh mắt chu giật bình thản nói, đại trưởng lão thi âm tông, sức mạnh tuyệt đối ở bên dưới chu giật bây giờ trước mắt hắn chỉ có hai sự lựa chọn, sống hay chết. Tuổi thọ của ta không được một nghìn năm, sao có thể làm người hầu cho người ta được, người cứ giết ta đi. Lão đầu đau khổ nói, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho. Với pháp lực còn thừa của ta bây giờ, luyện ngươi thành con rối, tuy tu vi sẽ hạ thấp xuống một chút, nhưng cũng có thể xem như lễ vật thứ hai tặng người ta. Chu giật nâng tay phải lên, điểm về phía mi tâm của lão đầu. Chỉ cần điểm lên thì đại trưởng lão thi âm tông sẽ lập tức tan thành mây khói, đầu ngón tay từ từ đi đến, chán lão đầu đã vã ra đầy mồ hôi. Bóng ma tử vong, đã khích đại khổng lồ. Tuy hắn nói tuổi thọ không đến một nghìn năm, nhưng nếu tu vi có thể đột phá đạt đến anh biến hậu kỳ, tất nhiên tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa với bí thuật của thi âm tông, mặc dù tuổi thọ không đủ, cũng có rất nhiều phương pháp để sống sót. Trong nháy mắt khi đầu ngón tay điểm đến, lão đau khổ nói, ta đồng ý. Tay phải chu giật cũng không ngừng lại lấy tốc độ nhanh hơn, điểm lên mi tâm lão già, cùng lúc đó, cánh tay kia của hắn chỉ về phía Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm mất tự chủ bay thẳng về phía trước. Một luồng sáng kỳ dị từ trên mi tâm lão già lóe lên, tiến vào trong cơ thể Chu giật. Sau đó, nó lại từ cánh tay kia của hắn, bay lên trán Vương Lâm rồi biến mất. Chương 294, phản chủ. Vương Lâm lập tức có cảm ứng, tất cả ý niệm của trưởng lão Thi Âm Tông, chỉ cần hắn muốn thì có thể cảm nhận được ngay lập tức, thậm chí chỉ cần trong đầu khẽ động là có thể làm cho nguyên thần người này tan vỡ. Đại trưởng lão thì âm tông thầm than một tiếng, có chút mất tự nhiên nhìn về phía vương lâm, cung kính nói, lão nô tôn thái, tham kiến chủ nhân. Trong lòng hắn nổi lên từng đợt sóng đau khổ, không thể nói nên lời. Rất hổ trừng mắt nhìn cảnh tượng này, tràn đầy hối hận. Nô bộc anh biến kỳ, việc này. Nếu ta có được, trở về trong tộc, thì thân phận ta sẽ không còn là thiếu tộc trưởng mà lập tức trở thành tộc trưởng. Có người này trong tay, ngoại trừ chu tước quốc gia, ta có thể tùy tiện đi lại bất cứ đâu trong thiên hạ hối hận vì đã do dự ôi cơ thể chu giật bây giờ đã cháy đến phút cuối cùng dần dần không còn ngưng thực mà trở nên tán loạn hắn lưu luyến nhìn qua bốn phía cuối cùng nhìn về phía vương lâm khẽ nói chăm sóc tốt cho nàng vương lâm hít sâu một cái rồi gật đầu thật mạnh cảnh tượng trước mắt đã có chuyển biến thật nhanh bây giờ hắn vẫn còn có chút không thể tin thu được kết quả như vậy chu giật gật đầu nhìn vương lâm mỉm cười thân thể hắn bắt đầu tan biến từ hai chân tuy nhiên trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười sư phụ nếu có kiếp sau con vẫn muốn là đệ tử của người đúng lúc này bảo tháp đột nhiên thoát khỏi tay vương lâm rồi lập tức trở nên to lớn ở bên trong lấp lánh ánh sáng trắng chỉ thấy thi thể người con gái lại tự động từ trong bay ra lơ lửng giữa không trung một cảnh tượng làm cho tất cả mọi người phải kinh hãi nhưng chu giật đã tiêu tan một nửa không hề cảm thấy kinh ngạc ánh mắt vẫn bình thản nhìn về phía cái thi thể đình nhi không cần làm càn. Đi! Huynh sẽ không chết. Một âm thanh quái dị đột nhiên vang lên từ trong thi thể, rồi chậm rãi chuyển ra xa. Giờ khắc này, đột nhiên từ trên không trung phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Chỉ thấy tầng toái phiến phía trên, sau một câu nói của nữ thi thể, lập tức vỡ tan tành tạo thành những tiếng nổ liên tiếp, rồi ầm ầm sụp đổ. Những cơn gió lớn liên miên, từ trên trời giáng xuống mang theo những tiếng nổ ầm ầm. Cô gái chợt mở đôi mắt ra. Ầm. Âm khoảnh khắc khi nàng mở mắt, tất cả những thứ vỡ vụn cũng không phải chỉ là một tầng mà cả hai tầng tiên giới ở bên dưới cũng vỡ thành những mảnh nhỏ đồng thời hai mắt vương lâm hiện ra vẻ kinh hoàng hắn không do dự nhanh chóng lui về phía sau không chỉ riêng hắn trong mắt rất hổ cũng hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi chỉ có đại trưởng lão thi âm tông trong mắt hiện lên một tia sáng chợt nhớ đến một cái gì đó lập tức trở nên cực kỳ hoảng sợ vũ chi nhất kiếm xuất một đạo ánh sáng vàng từ sâu bên trong những đống vỡ vụn cũng không biết bao nhiêu tầng đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng còn chưa đến gần vương lâm đã cảm thấy một luồng kiếm khí rất mạnh phả thẳng vào mặt thi thể người con gái lại bước thẳng về phía trước chụp lấy luồng sáng chỉ đột nhiên nghe thấy một tiếng kiếm ngân vang lên chấn động trời đất xuyên qua hư vô truyền đến tất cả các tầng toái phiến trên tiên giới cái thi thể cầm lấy cây kiếm màu vàng điểm nhẹ lên ngực chu giật nguyên thần chu giật lập tức bị hút vào bên trong chùm sáng vàng thủ hộ bản vương hơn 2.000 năm, ngươi là người có công, phong ngươi làm kiếm tiêu chi hồn. Sau khi bồi dưỡng vạn năm, tên tuổi liệt vào nhóm tiên tôn. nàng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía đám người vương lâm, rồi cuối cùng ánh mắt nhìn lên người vương lâm. Sau đó, bàn tay ngọc vậy nhẹ bảo tháp lập tức thu nhỏ lại, bay về phía vương lâm. rồi cơ thể nàng khẽ động, luồng sáng vàng trong tay hóa thành một con kim long dài cả vạn trượng, gào lên một tiếng mang theo nàng bay qua khe nứt trên bầu trời đi về phía Hư Vô. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ trên tất cả các tầng toái phiến của tiên giới, mặc kệ người đó đang làm gì cũng đều trở nên sợ hãi. Thậm chí ngay cả những người đang chiến đấu sống chết, nghe thấy tiếng kiếm ngân, cũng không tự chủ được phải ngừng tay. Trên một vùng ở trung tâm tiên giới, một người mặc áo văn sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng lẩm bẩm nói, "Đúng là Vũ Chi Tiên kiếm, chỉ có Vũ Chi Tiên kiếm mới có thanh thế như vậy. Chỉ không biết đây là kiếm thứ mấy trong mắt hắn lộ ra một tia sáng kỳ dị cơ thể khẽ động rồi nhanh chóng bay lên không trung sau đó hắn nhắm mắt lại cảm ứng rồi cơ thể lập tức nhanh như tia chớp bay thẳng về phía tiếng kiếm phát ra tây bắc của tiên giới trên một mảnh vỡ nhỏ có một lão già mặc áo dài màu tím ngẩng đầu nhìn trời mặt lộ ra vẻ kinh hãi hắn trầm ngâm một lúc không nói nhiều dậm chân phóng thẳng lên không là vũ chi tiên kiếm sao nếu đại la kiếm tông của ta có được nó thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần lão phu đã có tiên thú nếu có thể dùng nó để nhập vào tiên kiếm thay thế tiên hồn để điều khiển kiếm thì tốt biết mấy cơ thể hắn bay lên tận trời cao một con kỳ lân lớn có sừng trên đầu lập tức xuất hiện giữa không trung người này nhảy lên đứng trên đầu kỳ lân từ trong mũi kỳ lân phun ra hai đạo khí trắng trong chớp mắt khi luồng khí này xuất hiện những mảnh vỡ quanh đây lập tức biến mất khe nứt xuất hiện hàng loạt dường như trong nháy mắt bốn phía đều bị hư vô xâm chiếm nhưng điều đó đối với lão già lại không có bất kỳ một sự ảnh hưởng kỳ lân gầm lên một tiếng chui vào trong hư vô rồi biến mất nói đến vương lâm tầng toái phiến ở chỗ hắn đã sụp đổ từ trên xuống dưới sắt hổ vẫn ngây ngẩn người mặt hiện lên vẻ kinh hoàng sắt hổ tinh la bàn vương lâm hét lớn những khe nứt trên bầu trời liên tiếp tạo thành từng mảng phần lớn đã biến thành hư vô hư vô giống như một cái miệng rộng cứ thế mà cắn nuốt tới gần sắt hổ lập tức tỉnh táo lại hắn không nói nhiều lấy tinh la bàn trong túi chữ vật ra ném về phía trước la bàn đã bị hư hại rất nặng nên lúc này vừa mới lấy ra nó đã xuất hiện một khe nứt nhưng bây giờ cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều vương hổ xông thẳng về phía trước nhảy vào vị trí trung tâm vương lâm cũng đồng thời hạ xuống hướng hắn chọn vẫn là phía đông còn tôn thái liếc mắt nhìn về phía thi thể biến mất rồi thân thể của hắn lóe lên sau đó khoanh chân ngồi xuống bên cạnh vương lâm tinh la bàn một trong những bảo vật quan trọng của cự ma tộc, đáng tiếc đã bị hỏng quá nhiều." Tôn Thái bình thản nói, rất hổ cười khổ, hắn cắn răng điều khiển, la bàn hóa thành một tia chớp, bay thẳng vào trong hư vô. "Tằng Ngưu, trong hư vô cực kỳ nguy hiểm, la bàn này đã hư hại quá nghiêm trọng, không đủ để chạy đi xa. Nếu ngươi đồng ý giải khai phong ấn, lão phu có thể bảo vệ an toàn để ngươi trở về Chu Tức Tinh. Thế có được không?" Ánh mắt Tôn Thái lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói mới, vừa rồi còn gọi là chủ nhân, bởi vì chỗ đó có chu giật, nên không thể không làm như vậy. Bây giờ chu giật đã chết, lão là một tu sĩ anh biến trung kỳ, sao có thể cam tâm làm nô tài chứ? chuyện này đối với hắn chính là một mối nhục lớn ngoài cái chết. Bây giờ hắn hận không thể giết chết vương lâm, rồi luyện hóa hắn thành xác khô. Ngươi cũng không cần vội trả lời, lão phu cũng sẽ không để ngươi mở phong ấn không công. Ta sẽ tặng ngươi hai con rồi hóa thần hậu kỳ có chúng thì vấn đề an toàn của ngươi sau này sẽ được bảo đảm, ta còn có thể tặng cho ngươi công pháp. Ngươi nói đi muốn công pháp nào, ta sẽ đưa cho. Ngoài ra, tiên đan thần dược ta cũng có. Chỉ cần ngươi chấp nhận mở phong ấn, ta đều đồng ý tất cả." Tôn Thái nói một cách chậm rãi. Vương Lâm nhìn Tôn Thái, ánh mắt bình tĩnh, nói, "Với tu vi của tiền bối, tất nhiên không muốn làm nô bộc, điểm này tại hạ hiểu rõ. Nhưng phương pháp mở phong ấn, đừng nói tại hạ bây giờ không muốn." Nếu có muốn cũng không có khả năng mở ngay lập tức được." Tôn Thái nhướng mày, lạnh lùng quát, "Tiểu Bối, ngươi còn cho rằng mình là ông chủ sao?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, lắc đầu nói, "Đó là quà tặng của Chu Tiền Bối, cũng không phải tại hạ làm ra. Hơn nữa tiền bối cho rằng ta là đứa con nít hay sao? Sợ rằng sau khi giải khai phong ấn, việc đầu tiên tiền bối muốn làm là giết chết tại hạ." Sắc mặt Tôn Thái âm trầm, nhìn Vương Lâm một lúc lâu. Đột nhiên, lão cười lên ha ha chẳng qua nụ cười lại hết sức lạnh lẽo. Người nói đi, làm thế nào mới mở phong ấn? Vương Lâm lắc đầu cười nói, ta không biết phương pháp, làm sao mở được. Tôn Thái đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn Vương Lâm, gằn từng chữ, tiểu bối. Ngươi rượu mời không uống lại muốn rượu phạt. Lão phu thân là đại trưởng lão thi âm tông chu tức tinh, tu sĩ anh biến kỳ, mặc dù chết cũng không muốn bị ai quản. Đừng nói là một tên tiểu bối như ngươi. Ta chỉ cần búng một ngón tay là có thể giết chết. Hơn nữa đừng nghĩ là chỉ cần ngươi động tâm là lão phu sẽ chết. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta không phải chỉ có tam hồn, mà đệ tứ hồn đang nằm trong một thi thể trên quan tài. Ngươi có thể làm cho nguyên thần trong cơ thể này của ta vỡ nát, nhưng khi đó đệ tứ hồn cũng sẽ giết chết ngươi. Chương 295: La bàn. Vương Lâm mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, nói, theo lời nói của Tiền Bối, sợ còn có mục đích khác, cũng không phải chỉ là giải khai phong ấn. Trong lòng ngài cũng đã biết rõ, chuyện này căn bản là ta không thể mở ra được. Tôn Thái nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhìn thật kỹ, nói, "Được, không thể là người được Chu Dật tuyển chọn, cơ trí hơn người. Phương pháp phong ấn, ta sẽ đi tìm. Nhưng trước mắt ở đây, ngươi phải đi theo ta một chuyến. Trước tiên ta phải giam ngươi lại." Có như vậy lão phu mới yên tâm. "Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Lão phu xin thề, sau khi giải khai phong ấn, chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi." ánh mắt vương lâm lóe lên lớn tiếng nói tôn thái không biết rằng nếu ta chết đi thì đệ tam hồn của ngươi phải chăng cũng có ảnh hưởng ngươi yên tâm ta sẽ không để ngươi chết đâu tôn thái cười lạnh nói vung lên một chảo trực tiếp chộp về phía vương lâm phong ấn nô lệ bất ổn thì bảo tháp có thể khắc chế khoảnh khắc trước khi chu giật tiêu tan đã chuyển cho vương lâm một câu nói cuối cùng ánh mắt vương lâm bình tĩnh nhìn tôn thái cũng không tránh chỉ thấy khi bàn tay của tôn thái chộp đến một luồng ánh sáng trắng từ trong túi chữ vật của Vương Lâm bay ra. Ngay sau đó, bảo tháp xuất hiện, ánh sáng trắng lập tức tỏa ra khắp bốn phía. Trong ánh sáng trắng, tồn tại một vòng si tình ý cảnh của tu sĩ vấn đỉnh kỳ. Tôn Thái hừ thảm một tiếng, lập tức lui ra phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Chu giật chỉ nói bảo tháp có thể khắc chế Tôn Thái, nhưng chưa nói Tôn Thái còn có đệ tứ hồn. Việc này còn chưa biết thật giả, nhưng trước mắt cũng không thể để đối phương nhìn ra được manh mối, nghĩ đến đây, hắn đi tới một bước, cầm bảo tháp trong tay. Ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, cười lạnh nói, "Tôn Thái, ý cảnh trên bảo tháp này, đối với người ngoài chỉ có thể ngăn cản bước tiến và không có lực sát thương, nhưng đối với ngươi, do chu tiền bối âm thầm xuất thủ, thì nó đúng là vật dùng để khắc chế ngươi." Sắc mặt Tôn Thái âm trầm, ý cảnh trên bảo tháp tạo ra thương tổn cực lớn đối với hắn. Hắn biết rõ, đây là nguyên nhân trong cơ thể bị phong ấn nô bộc. Cơ thể hắn không ngừng lùi ra phía sau. Vương Lâm không ngừng bước về phía trước. Mặt hắn lạnh như băng, quát, nếu là môn phái khác, có lẽ tại hạ cũng không biết nhiều. Nhưng nếu là thi âm tông tại hạ lại hiểu rất rõ. Thi thể trong quan tài, tuyệt đối không thể là đệ tứ hồn của ngươi. Nếu như ta đoán không lầm thì thi thể đó, chỉ sợ là linh hồn của người khác mới đúng. Mặc dù thật sự là đệ tứ hồn của ngươi, nhất định cũng là tàn hồn. Vẻ mặt tôn thái trở nên khó coi, dùng giọng khàn khàn, nói, nếu không tin, ngươi có thể thử một lần, vương lâm cười ha hả ánh mắt sáng ngời nhắc chân tiến lên hét lớn tôn thái ngươi cho rằng ta không dám thử một lần sao lấy tu vi của chu giật sao có thể lưu lại cho ta một tai họa bất ổn như ngươi chứ ta chỉ cần động ý niệm ngươi chắc chắn sẽ chết mặc dù có tàn hồn chu tiền bối cũng đã tính toán hết rồi chẳng qua ta thấy tu vi ngươi không đổi không muốn động sát cơ mà lúc này ngươi lại dám phản chủ tự tìm đường chết ánh mắt tôn thái lóe lên mặc dù từ ngoài nhìn không thấy bất cứ biểu cảm gì nhưng ở tận đáy lòng lại sinh ra một tia nghi ngờ đúng vậy lấy tu vi của chu giật sao có thể lưu lại cho tiểu bối này một tai họa chứ chẳng lẽ chu giật đã biết rõ nội tình bên trong tất cả những mánh khóe của mình hắn đều tính toán hết rồi sao tận đáy lòng tôn thái cảm thấy run rẩy tôn thái ngươi còn nhớ trước khi đi thi thể của người con gái áo trắng kia đã để lại bảo tháp cho ta chứ chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ý nghĩ bên trong sao Giọng nói Vương Lâm lại càng lớn, thanh âm sang sảng. Lúc này hắn cầm bảo tháp trong tay, bước lên phía trước với khí thế cực cao. Tôn Thái bị một loạt câu nói của Vương Lâm động đến nội tâm, trong lòng khiếp sợ, lại lui về sau. Vậy thì có nghĩa gì chứ? Lòng Tôn Thái hỗn loạn, nhưng không hề lộ ra ngoài. Vương Lâm cười ha ha, không ngừng tiến lên, quát, ý nghĩa chân chính, ngươi cứ từ từ tìm hiểu đi. Nếu như cuối cùng còn không rõ, chỉ có thể nói số ngươi phải chết. Tôn Thái lại rút lui lúc này tốc độ của hắn cực nhanh sau khi lùi ra thật xa mới nói hôm nay lão phu không chấp nhất với tiểu bối như ngươi nếu ngươi muốn giết tam hồn của ta thì cứ tự nhiên ra tay xem lão phu phản kháng thế nào nói xong hắn nhanh chóng bay về phương xa cũng không nghĩ đến chuyện bắt vương lâm giam cầm nữa vương lâm đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hình bóng tôn thái dần dần biến mất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm tu vi tôn thái cực mạnh loại nô bộc thế này với tính cách vương lâm tuyệt đối sẽ nhận Chu giật sợ là trước khi chết cũng không nghĩ tới, tên tôn thái này lại có đệ tứ hồn. Cho dù thật sự có đệ tứ hồn, nếu tam hồn bị diệt, tu vi người này cũng sẽ rơi xuống rất thấp, thậm chí còn lưu lại vết thương lớn. Bằng không tôn thái cũng sẽ không vì mấy câu hù dọa của mình mà bỏ chạy. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng, xoay người bay về phía tinh la bàn của sất hổ. Vương Lâm biết, tình cảnh vừa rồi nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế ở bên trong lại rất hung hiểm nếu hắn lộ ra vẻ do dự thì chắc chắn đã bị người ta giam lại rồi tôn thái này nếu có thể diệt được đệ tứ hồn thì hắn mới thật sự trở thành nô tài rất nhanh vương lâm đã bay tới tinh la bàn tằng huynh tôn thái là đại trưởng lão thi âm tông có địa vị rất cao sau này tằng huynh cần phải cẩn thận hơn một chút tất cả tình cảnh vừa rồi đều được rất hổ nhìn thấy lúc này vương lâm ở trong lòng hắn đã rất có phân lượng hắn là thiếu tộc trưởng cự ma tộc đơn giản là không muốn rước lấy kẻ thù mà chỉ muốn kết giao hào kiệt. Trên đường đi, tất cả những gì Vương Lâm thể hiện, vừa cơ trí, lại kiên định, tu vi cũng kinh người. Tất cả những điều làm cho sất hổ một lòng muốn kết giao. Vương Lâm mỉm cười, nói, không sao. Chu giật tiền bối từng truyền âm nói giữ lại người này sẽ có tác dụng lớn. Bằng không thì vừa rồi ta đã dùng bảo tháp diệt nguyên hồn của hắn rồi thu lấy đệ tứ hồn, để hắn chạy không thoát khỏi số mệnh. Vương Lâm nói ra cực kỳ trầm tĩnh, vẻ mặt không có chút dao động hắn biết tôn thái mặc dù đã đi xa nhưng thần thức chắc chắn cũng sẽ quay lại thăm dò sất hổ ngẩn ra cũng không hỏi nhiều mà gật đầu rồi tập trung tinh thần điều khiển tinh la bàn biến mất trong hư vô hai người biến mất không bao lâu tôn thái đã xuất hiện ánh mắt hắn thâm trầm nhìn chằm chằm về phương hướng vương lâm biết mất vẻ mặt không biết đang vui hay buồn theo như lời nói của tiểu bối này tuy không phải là sự thật hoàn toàn nhưng chắc có tám phần là thật bằng không lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của hắn nếu không có chỗ nào dựa dẫm thì đối mặt với ta sẽ không thể ung dung như vậy được hừ hắn nói không muốn dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của ta thì ra chu giật đã sớm truyền âm nói ta có giá trị sử dụng lớn rốt cuộc là muốn gì tôn thái trầm mặc một lúc lâu rồi cơ thể mới khẽ động bay về phía trước cần gì phải tìm hiểu nguyên nhân tiểu bối này giết không được bắt không được thật là phiền phức nếu ta bức bách làm hắn nổi nóng mặc kệ lời của chu giật tiêu diệt nguyên thần của ta tuy ta còn tồn tại tứ hồn nhưng tứ hồn này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành một khi nguyên thần bị diệt không nói đến chuyện tu vi của ta hạ xuống tuổi thọ cũng sẽ sụt giảm hắn thở dài bụng đầy tức giận vương lâm và sắt hộ ở trên tinh la bàn tốc độ cực nhanh sau mấy canh giờ vết nứt trên la bàn càng ngày càng nhiều dường như gần đến giới hạn chịu đựng của nó cuối cùng tinh la bàn mới dừng lại trong hư vô không thể đi thêm được nữa vương lâm vẫn ung dung một chữ cũng không nói. Tằng huynh, tinh la bàn đã không thể sử dụng được nữa. Chúng ta chỉ có thể tự mình bay đi thôi. Chẳng qua trong hư vô quá mức nguy hiểm, ôi. Sắt hổ từ trên tinh la bàn bay lên, vẻ mặt khổ sở. Vương Lâm nhìn thoáng qua tinh la bàn, nói, Sắt hổ huynh, tinh la bàn, huynh chỉ mang theo một cái thôi sao? Tằng huynh, tinh la bàn là bảo vật, trên chu tức tinh cũng không có nhiều. Cự ma tộc ta cũng chỉ còn lại một cái này, rất nhiều năm trước đã dùng để di chuyển đến Chu Tức Tinh. Đáng tiếc lại bị hỏng trong tay ta. Khi trở về tộc sợ là ta sẽ bị phạt bế quan nữa rồi. Sất hổ cười khổ nói. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, cười nói. Sất hổ huynh. Ta và huynh biết nhau chưa lâu, nhưng cũng từng trải qua hoạn nạn. Tằng mỗ không lừa huynh. Ta có thể xử được tinh la bàn sất hổ ngẩn người ra, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hắn đang khổ sở vì không có la bàn. Không nói đến tốc độ bay chậm, lại không có phương hướng, thì không biết năm nào tháng nào mới có thể rời khỏi trốn hư vô này được. Hơn nữa ở đây lại đặc biệt quỷ dị. Nếu có chút sơ suất sẽ gặp phải một số sinh vật rất khó chống đỡ. Tằng huynh, nếu có thể sửa được tinh la bàn, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bình an rời khỏi trốn hư vô này. Sắt Hổ không hỏi Tằng Ngưu vì sao có thể sửa được tinh la bàn cực kỳ hiếm này. Hắn biết mỗi người đều có bí mật riêng, nếu họ không muốn nói mà hỏi thì sẽ trở thành lỗ mãng. Vương Lâm mỉm cười, vẫn bình tĩnh nhìn Sắt Hổ chương 296, kiếm cuồng. Sắt hổ lập tức hiểu rõ, chân thành nói, tằng huynh, chắc chắn sẽ không để huynh sửa chữa không công. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ nói đừng ngại. Vương Lâm lắc đầu nói, sửa chữa tinh la bàn, cần rất nhiều vật liệu quý. Hơn nữa một khi tế luyện, cũng hao rất nhiều linh lực. Cho nên, nếu tu sửa thành công, tinh la bàn sẽ trở thành vật của ta, mong sắt hổ huynh thứ lỗi. Vẻ mặt sắc hổ không thay đổi, chỉ hơi trầm xuống, Tinh la bàn là bảo vật quan trọng trong tộc hắn. Tuy bây giờ đã hư hỏng, nhưng nếu tặng cho người ta, khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng. Nếu sất hổ huynh cảm thấy khó xử, tại hạ cũng sẽ sửa chữa cho huynh, vì giao tình bằng hữu với sất hổ huynh. Vương Lâm cười ôn hòa nói. Sất hổ ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, cười ha ha, nói, tặng huynh. Nói thật sao? Hoàn toàn là sự thật. Chỉ có điều, tinh la bàn này tại hạ cũng phải được sử dụng. Sau này khi đến mượn thì đừng từ chối đấy. Vương Lâm cười nói. Sắt Hổ nhìn Vương Lâm, trong lòng thầm nghĩ xem lời nói của đối phương là thật hay giả. Nhưng rất nhanh, hắn cười lên khanh khách, không cần phải suy đoán, chuyện này mặc kệ là thật hay giả, ý nghĩa đều giống nhau. Nếu Tăng Ngư muốn cưỡng ép hoặc trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn giết người đoạt bảo, cuối cùng cũng lấy được la bàn từ trong tay ta. Mặc dù ta đưa la bàn cho hắn, trong lòng cũng sẽ không vui. Nếu không chết, sau này chắc chắn sẽ xuất toàn lực báo thù nhưng bây giờ người này lại nói như vậy, đã tỏ ra rất chân thành, quả thật cũng coi như một người bằng hữu của sất hổ ta. Hơn nữa, tu vi Tằng ngưu lại mạnh kinh người. Thậm chí còn có được vấn đỉnh chi tinh của chu giật. Những người trong thế hệ của ta, Tăng ngưu này là người rất có cơ hội đạt tới vấn đỉnh. Bây giờ cùng với hắn kết giao, sau này đối với tộc ta, có thể có sự giúp đỡ. Nghĩ vậy, hắn cảm khái nói, "Tằng huynh. Huynh đã coi sất hổ ta là bằng hữu, ta sao lại hẹp hòi được. Tinh la bàn. Nếu như sau này huynh muốn mượn, với tính tình của những lão gia hỏa trong tộc ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mượn. Ngày hôm nay ta dứt khoát tặng luôn cho huynh. Vương Lâm cười khẽ, ôm quyền nói, đa tạ. Sất hổ không nói nhiều, tay phải vung lên xuất ra tinh la bàn ở trên tay. Sau đó hắn xóa ấn ký bên trên, không do dự đưa cho Vương Lâm, cười nói, tặng huynh. Tinh la bàn này, thuộc về huynh rồi. Vương Lâm nói, còn phải nhờ sất hổ huynh hộ pháp cho ta. Bây giờ tại hạ sẽ tế luyện, Huynh muốn ta hộ pháp sao? Hai mắt rất hổ dừng lại, lại nhìn Vương Lâm thật kỹ. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu nói, "Tằng huynh, rất hổ ta thật lòng coi huynh là bằng hữu. Huynh cứ yên tâm đi." Vương Lâm cũng không nói nhiều, ngồi xếp bằng trong hư không, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lấy ra kim tử thạch. Hai tay liên tục đánh ra ấn quyết, ngưng luyện lại chất lỏng kim tử thạch. Nét mặt hắn rất thản nhiên, từ trên mi tâm bay ra rất nhiều du hồn đám du hồn đó, người ngoài không thể nhìn thấy được. Nếu sất hổ đột nhiên xuất thủ, chắc chắn sẽ bị du hồn bay ra ngăn cản. Hơn 400 năm giết chóc, Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Một lúc lâu sau, chất lỏng kim tử dần dần động lại thành giọt trước mặt Vương Lâm, phát ra những tia sáng có hai màu vàng tím, giao thoa vào nhau trông rất đẹp. Nếu không có tinh la bàn, bắt đầu chế tạo từ đầu cần rất nhiều tài liệu. Cái tinh la bàn này tuy hỏng nặng, nhưng so với việc chế tạo cái mới, thì dễ hơn rất nhiều, tay phải vương lâm. Điểm lên trên chất lỏng, rồi để nó hòa vào tinh la bàn. Sau đó hai tay cấp tốc kết ấn, lấy phương pháp trong ký ức của cổ thần, bắt đầu tế luyện. Những ký hiệu được vẽ trên la bàn dần dần trở nên lấp lánh. Qua một khoảng thời gian, càng ngày càng có nhiều ký hiệu sáng lên. Cuối cùng chúng lấp lóe với mức độ rất nhanh. Vẻ mặt rất hổ vẫn một mực ngưng trọng. Thần thức hắn tỏa ra, nghiêm phòng cảnh giác trong chu vi trăm trượng. Thần thức hắn không dám tỏa ra quá xa, dù sao thì ở trong hư vô có những vật nguy hiểm rất nhiều nếu thần thức tản ra quá xa sẽ giống như một ngọn đèn trong bóng tối tạo thành mục tiêu cho đám sinh vật nguy hiểm tất cả những thủ quyết và ấn pháp của vương lâm rất hổ cũng không nhìn thần thức hắn tự động đảo qua trong chu hai mươi trượng quanh người vương lâm tằng ngưu là một người có trí tuệ như thế mà lại tin tưởng ta rất hổ ta đội trời đạp đất làm sao có thể phụ lòng người ta được hơn nữa vấn đỉnh chi tinh là của chu giật tặng cho hắn ở trên đó nhất định sẽ có cấm chế. Nếu ta đoạt được, sau này cũng có phiền toái lớn. Gia tộc Tằng thị có rất nhiều cường giả, ta không thể rước lấy tai họa cho tộc mình được. Ngoài ra quan trọng nhất là, sợ rằng dù mình có sử dụng tất cả những pháp bảo quan trọng của bộ tộc, cũng chỉ nắm chắc năm thành thắng được người này. Như vậy, không ra tay thì hay hơn. Lúc này, Tôn Thái từ xa đã phát hiện hai người, ánh mắt trở nên sáng ngời. Không ngờ Tằng Ngưu lại sử được tinh la bàn. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Nếu ta xuất thủ bây giờ, nắm chắc bảy thành có thể giam cầm hắn trước khi hắn chưa phát động được ý niệm, nhưng một khi đã ra tay, nếu như không nắm chắc 10 phần, rồi xuất hiện rủi ro thì trở thành lợi bất cập hại, khó xử, quá khó xử. Phong ấn nô bộc này cũng quá bá đạo, chỉ cần trong lòng khẽ động là có thể phá hủy nguyên thần của ta. Thật sự làm cho người ta không dám đi đánh cuộc. Trong mắt hắn hiện ra vẻ do dự. Sau một hồi lâu, lại thầm than một tiếng, không dám mạo hiểm. Đệ Tam hồn là linh hồn bản thể của hắn, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, thì không thể sơ xuất được. Sau vài ngày, tinh la bàn trước người vương lâm đã sáng rực ánh hào quang. Tất cả những dấu hiệu cổ đều phát sáng, rồi cuối cùng tắt ngúm. Vương lâm mở hai mắt khiến cho sất hồ lập tức phát hiện, quay lại hỏi, tàng huynh, đã sửa xong chưa? Đáng tiếc là vật liệu không đủ, chỉ có thể sửa chữa những chỗ hư tổn. Tinh la bàn cũng chưa được tế luyện hoàn toàn, mà còn thiếu toái tinh thiết. Không có vật liệu này, la bàn sẽ không có lực công kích, thảo nào mà nó được gọi là tinh la bàn. Mặt khác, góc bị sứt mẻ, cũng cần phải có một loại tài liệu khác để sửa chữa. Tuy nói như vậy, nhưng nếu sử dụng thì cũng không có gì đáng ngại. Vương Lâm thầm than. Nghe thấy câu hỏi của sất hổ, Vương Lâm gật đầu cười nói, rời khỏi vùng hư vô này thì không có vấn đề. Sất hổ lập tức thở vào nhẹ nhõm. Nhiều ngày trước, hắn đã nhiều lần nhìn thấy một số sinh vật kỳ dị, lơ lửng khắp bốn phía. Có khi, chúng nhìn thấy hắn thì quay mặt đi nhưng đôi lúc lại tỏ ra hứng thú tuy cuối cùng cũng chỉ kinh hãi mà không gặp phải nguy hiểm nhưng hắn vẫn không bao giờ muốn gặp lại tay phải vương lâm điểm lên trên tinh la bàn một cái nó lập tức mở rộng ra lớn hơn trước gấp đôi vương lâm khẽ động đã khoanh chân ngồi ở chính giữa mắt rất hổ sáng ngời hắn hứng thú nhìn đi nhìn lại vài lần sau đó khoanh chân ngồi ở góc phía đông trong la bàn đã có thần thức của bản thân nên sau khi vương lâm ngồi xuống đột nhiên xuất hiện cảm giác hòa hợp với nhau hình như tinh la bàn hóa thành một phần thân thể hắn vậy thần niệm của hắn vừa động tinh la bàn cũng xoay chuyển tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ tằng huynh thật tài giỏi tốc độ của la bàn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều sắt hổ truyền ra một tia thần niệm sắt hổ huynh la bàn này sau khi được ta cải tạo không cần phải điều khiển mà cứ an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi ta có thể tự lo liệu được vương lâm nói trong hư vô giống như có một luồng ánh sáng xám lóe lên rồi biến mất nó lấy tốc độ cực nhanh phóng qua những đám sinh vật kỳ dị nếu gặp phải một số sinh vật nguy hiểm vương lâm sẽ lập tức bay vòng qua tránh né lúc đầu việc khống chế la bàn vương lâm còn cảm thấy có chút cứng nhắc nhưng sau khi bay được một khoảng thời gian vương lâm đã trở nên cực kỳ thuần thục điều khiển la bàn giống như chính mình đang bay vậy tốc độ của nó cho dù vương lâm có dốc toàn lực cũng không thể bằng được chỉ có thuấn di liên tục mới có thể so được với tốc độ tinh la bàn vật này quả nhiên là vật trí bảo chỉ bằng vào tốc độ cho dù anh biến kỳ chỉ sợ cũng khó mà đuổi theo tận đáy lòng vương lâm cảm thấy vui mừng hắn thầm nghĩ hành trình lần này trên tiên giới đi thì tay trắng nhưng khi về lại có thu hoạch lớn ngoài tưởng tượng của hắn tinh la bàn chiến thần xa nếu như tính luôn bảo tháp tiên ngọc kia thì đúng là có thu hoạch lớn ngoài ra còn có một tên nô bộc anh biến kỳ lúc nào cũng muốn phản chủ lúc này ở một chỗ nào đó trong rất nhiều khu vực bị vỡ vụn của thiên giới mảnh đất nơi đây vẫn chưa bị phá hủy đến mức nghiêm trọng có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của thiên giới năm xưa trên mặt đất cây cỏ đong đưa xa xa là những đỉnh núi chìm trong mây rất giống với tiên cảnh lúc này một người con gái tuyệt đẹp mặc bộ đồ trắng lặng lẽ xuất hiện giữa không trung nàng đứng trên một con kim long từ trên thân thể con rồng này tỏa ra từng đợt kiếm khí ác liệt nhưng trên mi tâm kim long lại có một đám sương mù màu tím giữa đám sương lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ của chu dật. nếu như tiên giới vẫn còn, đi đến tẩy tiên chỉ ngâm mình thì chỉ cần nguyên thần của ngươi không bị phá hủy đều có thể khôi phục lại. nhưng bây giờ tẩy tiên chỉ đã biến mất, nếu ngươi muốn khôi phục nguyên thần chỉ có vũ chi tiên kiếm mà thôi. nhưng lại quá lâu. đỉnh nhi, muội cần gì phải làm như vậy? tiên khí tích lũy bao nhiêu năm trước, muội muốn hao tổn hết toàn bộ sao? trong làn xương trên mi tâm kim long truyền ra một giọng nói bất đắc dĩ ngươi là tiên tôn do ta sắc phong. Ta không muốn ngươi chết thì ngươi sẽ không thể chết được. Còn nữa, ta không phải là đình nhi. Giọng cô gái mặc đồ trắng bình thản, chậm rãi nói. Trên mặt chu giật lộ ra vẻ đau khổ. Một lúc lâu sau, mới khẽ nói, đúng. muội không phải là đình nhi. Huynh đã nhớ ra tất cả. muội không phải là đình nhi. Vậy hãy để Huynh rời khỏi chỗ này đi. Huynh đã là người chết rồi. Cô gái mặc đồ trắng trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói, nhưng, cái tên đình nhi này ta rất thích chu giật ngẩn người ra ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng khẽ nói đình nhi ừ cô gái mặc đồ trắng trầm mặc một lúc rồi lên tiếng sau đó nàng nâng cánh tay ngọc lên khẽ nhấn xuống mảnh tiên giới ở bên dưới trong miệng phát ra vài câu chú ngữ trong trẻo lập tức mặt đất rung lên ầm ầm xuất hiện rất nhiều khe nứt từng đạo kim quang từ trên mặt đất đột nhiên bắn lên ngay sau đó tất cả những tia kim quang ngưng tụ thành một điểm mặt đất phía dưới lập tức tan vỡ một tiếng kiếm ngân đột nhiên truyền ra từ sâu trong lòng đất xuyên qua đất trời rung động tất cả mọi nơi trên tiên giới kim long ở dưới chân nữ tử áo trắng bị ảnh hưởng bởi tiếng kiếm ngân lập tức ngẩng đầu mà giống lên nhất thời từ sâu bên trong mặt đất trong tiếng kiếm ngân cũng vọng ra một tiếng gầm gừ vũ chi nhị kiếm xuất ẩm mặt đất vỡ ra từng mảnh một con kim long lao ra giống như một cơn lốc mặt đất sụp xuống ầm ầm rồi chìm vào trong hư vô kim long xuất hiện, lập tức giao hòa với con kim long ở dưới chân nữ tử mặc đồ trắng. Hai bên không ngừng gầm gừ, lộ ra vẻ vui mừng giống như rất nhiều năm rồi không gặp. Lúc này ở một nơi hư vô rất xa chỗ này, lão già mặc áo xanh của đại la kiếm tông đang ngồi trên lưng kỳ lân, hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt xuất hiện hai tia chớp. Khoảnh khắc khi lão mở mắt, một số sinh vật mạnh mẽ bán trong suốt đang đứng trong hư vô trước mặt lập tức giống lên, rồi kinh hoàng bỏ chạy. Lại là một cây vũ kiếm. Vũ Chi Tiên kiếm tổng cộng có 5 kiếm. Năm đó bị phá một kiếm, còn lại bốn kiếm. Bốn kiếm đã xuất hiện hai, không biết là có thể dẫn đến kiếm hồn phá hủy tất cả mọi thứ giống năm xưa không? Nếu có thể dẫn động, thì trong tiên giới này chỗ nào có kiếm hồn, vạn kiếm đều xuất hiện. Khóe miệng lão giả khẽ động, nở một nụ cười. Lão khẽ vỗ vào thú kỳ lân ở bên dưới, lẩm bẩm, nếu như còn tiên nhân giống như trước đây, thì với tu vi của lão phu không thể đoạt được vũ kiếm, nhưng bây giờ thì ánh mắt lão chớp chớp, tốc độ của kỳ lân thú ở bên dưới lại càng nhanh. Không mất bao lâu, vẻ mặt lão già lại trở nên vui mừng. Dẫn động, kiếp nạn tiên giới năm đó khiến cho kiếm hồn bị tổn hại rất nhiều, phải hòa vào trong vô số tiên kiếm, trở thành tàn hồn. Hôm nay, Chu giật, bản vương phong người làm kiếm hồn, ngưng tụ lại một lần nữa. Kiếm hồn, xuất thế. Hai con kim long dưới chân nữ tử áo trắng, gầm gừ rồi hợp lại với nhau. Trong ánh sáng vàng rực, hai tay người con gái kết xuất ấn pháp bỏ bình trong miệng khẽ mấp máy trong nháy mắt âm thanh từ miệng nàng đã vang ra khắp tiên giới trên tất cả mảnh vỡ của tiên giới có người hay không có người cũng đều rung lên mặt đất rung động nhưng không sụp đổ không trung chấn động cũng không phải tạo thành khe nứt chỉ thấy một đám tiên kiếm từ trong mặt đất bay lên không trung ngưng tụ lại thành hình một thanh phi kiếm một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên bắt đầu từ một mảnh vỡ một đám tiên kiếm bay ra sau đó liên tiếp những mảnh vỡ khác cũng như vậy. Gần như chỉ trong chớp mắt, tiếng kiếm ngân từ mỗi mảnh vỡ trên tiên giới chuyển ra khiến cho trời đất rung chuyển. Giờ khắc này toàn bộ tiên giới chỉ có một âm thanh. Đó là thanh âm kiếm ngân. Một gã đệ tử đại la kiếm tông, đang sử dụng bảo kiếm để đoạt bảo. Khi kiếm chém xuống, hắn thấy được vẻ kinh hoàng của đối phương, liền nhách mép cười lạnh. Nhưng nụ cười vừa mới nở trên môi, đã lập tức trở nên ngây dại. Tiếng kiếm ngân từ bốn phương tám hướng vọng đến tai hắn, Bảo kiếm của hắn vừa mới vung lên, trong nháy mắt khi chém xuống đột nhiên vang lên vài tiếng, lách tách, xuất hiện vết nứt, vết nứt lập tức lan rộng, bảo kiếm vỡ vụn, trên những mảnh vỡ khác, một tu sĩ đang đạp kiếm phi hành. Khoảnh khắc khi tất cả nghe thấy tiếng kiếm ngân vang lên giữa đất trời, kiếm dưới chân lập tức vỡ tan. Một người phụ nữ trung niên vừa mới từ bên trong một vòng xoáy hạ xuống một mảnh vỡ, ở một chỗ nào đó. Khoảnh khắc khi nàng hạ xuống, liền nghe thấy tiếng kiếm ngân vang trong thiên địa, mà cảm thấy hoảng hốt tưởng rằng có một con hung vật nào đó xuất hiện nàng vỗ vào túi chữ vật theo bản năng lấy ra một thanh phi kiếm bảy màu phi kiếm này là trọng bảo của sư môn nhưng kiếm vừa mới ra khỏi túi chữ vật đã lập tức vỡ vụn vào giờ khắc này hễ là tu sĩ đang ở trên tiên giới tìm kiếm tiên khí mặc kệ có tu vi thế nào chỉ cần bên cạnh có phi kiếm nó nhất định sẽ vỡ vụn kiếm vỡ chỉ vì cảm thấy ô uế kiếm vỡ chỉ vì tế hồn kiếm vỡ chỉ vì kiếm cuồng Vũ chi tiên kiếm đã có được tân hồn, chính là Chu Dật. Vũ chi kiếm hồn lại một lần nữa quay về tiên giới. Vạn kiếm vỡ nát, vạn kiếm ngân vang, vạn kiếm hợp nhất. Tiên kiếm xuất hiện từ trên những mảnh vỡ, hoặc tiên kiếm được chôn sâu trong lòng đất đều chui ra. Tất cả cùng hướng về một phía, đồng loạt bay đi. Hễ có người cản đường, giết. Người cản giết người, đất ngáng khiến cho vỡ đất, trời chắn diệt trời, thú ngăn diệt thú. Trong hư vô, có một người văn sĩ trung niên người này đang bước nhẹ trong bóng đêm, bất kể dị thú gì nhìn thấy đều phải tránh xa không dám tiến tới. Đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm ngân lên trong không trung, sắc mặt hắn khẽ biến. "Dẫn động." Đúng lúc này, từng đạo kiếm quang từ xa đột nhiên bay tới. Với bản lĩnh cao cường như văn sĩ trung niên cũng không thể không lùi. Thân thể hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đợi sau khi kiếm quang biến mất, ánh mắt hắn chớp động, lập tức đuổi theo. Chỉ cần đi theo kiếm quang, là có thể tìm được Vũ Chi Tiên kiếm có suy nghĩ này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Lúc này, trong tất cả những mảnh vỡ của tiên giới, toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt đuổi theo kiếm quang. Bọn họ muốn biết rốt cuộc là pháp bảo gì xuất hiện làm cho kiếm trở nên điên cuồng như thế. Vương Lâm đang ở trên la bàn, trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng kiếm ngân, lập tức ngừng lại. Rất hổ biến sắc, trầm giọng nói, "Tằng huynh, sợ là có chuyện lớn xảy ra." Hắn nói chưa dứt lời, đã nhìn thấy từ rất xa xuất hiện một loạt kiếm quang số lượng nhiều không thể tưởng đang ngân lên mà lao đến. Đây, tất cả đều là kiếm tiên. Sắt hổ tập trung tinh thần nhìn qua, rồi lập tức nghẹn ngào nói. Những thanh kiếm tiên với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới sát bên cạnh. Vương Lâm hít vào một hơi, lập tức điều khiển tinh la bàn nhanh chóng né sang bên cạnh. Để cho kiếm tiên, gào thét phóng qua. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ. Tằng huynh. Huynh xem chỗ đó, lại là kiếm tiên. Vẻ mặt sắc hồ hoảng sợ, chỉ vào một chỗ, chỉ thấy nơi đó xuất hiện rất nhiều kiếm quang, phương hướng bay tới chính là chỗ những thanh tiên kiếm lúc nãy bay qua. Trong lòng hắn thầm kêu khổ nhưng hai mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng lúc này lại một bộ phận của đàn kiếm rít cao ở xa xa bay qua, chỉ có điều có khoảng cách không gần với bọn họ cho nên mấy người chỉ có nhìn thoáng qua rồi toàn lực giam cầm ba thanh kiếm tiên. Nhưng ba thanh kiếm tiên này lập tức phát âm thanh kiếm minh dữ dội, đàn kiếm ở xa xa kia bỗng dừng lại không ngờ toàn bộ quay đầu hướng về mấy người trong nháy mắt tiến đến. Mấy người này sắc mặt đại biến, lão già kia lập tức buông tay, từ bỏ việc giam cầm kiếm tiên chạy trối chết. Cấm chế này nguyên bản đang bất ổn bây giờ không được củng cố lập tức tan vỡ. Đàn kiếm bay đan xen vào nhau, huyết nhục bay bốn phía. Không quá lâu sau đàn kiếm bay đi, mấy người kia, kể cả là lão già chạy trốn đầu tiên cũng đều bỏ mạng. Một đạo ô quang chợt lóe lên bên cạnh những người này, túi trữ vật của bọn họ có hai cái chưa bị kiếm khí lan đến vẫn đang bảo tồn đầy đủ, bị ô quang chớp xuống một cái rồi biến mất. Cách một khoảng xa, ô quang kia hóa thành một cái la bàn thật lớn. Sắt hổ trong tay cầm hai túi chữ vật đặt sang một bên cười nói, Tăng Huynh, đây là túi chữ vật thứ 37. Dọc đường đi chúng ta cũng thu hoạch được không ít. Vương Lâm cười khẽ, trên đường đi hai người nhìn thấy không ít tu sĩ mưu toan thu phục kiếm tiên, không có một thành công, toàn bộ tử vong. Túi chữ vật như thế này, có cái bị kiếm khí hủy đi, có cái thì vẫn nguyên vẹn đầy đủ, rơi vào trong tay hai người bọn họ. Chương 297, Sư huynh tương lai. Tinh La bàn mang hai người hắn bay với tốc độ cực nhanh, thậm chí so với kiếm tiên kia cũng chỉ có hơn chứ không kém. Vương Lâm phát hiện ra điều khác thường này lập tức theo sát không tha. Tốc độ của hắn nhanh hơn tự nhiên không sợ bị truy đuổi, luôn luôn duy trì dẫn đầu đoàn người đồng thời dọc, theo đường đi tranh thủ kiếm chắc thêm khiến rất hổ, có chút hưng phấn. Hai người này trên đường di chuyển, Vương Lâm khống chế la bàn, Sắt Hổ cướp túi chữ vật có thể nói phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Ngoài ra cũng gặp qua được một ít tu sĩ nhận ra tinh la bàn của hai người liền ra tay cướp đoạt. Vương Lâm và Sắt Hổ hai người liên thủ, hễ là người muốn đoạt la bàn thì chỉ có một con đường là đều bỏ mạng. Lúc này hai người bọn hắn hóa thành ô quang bay nhanh đi, rất nhanh liền đuổi theo đàn kiếm phía trước, giữ một khoảng cách xa xa ở phía sau. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, dưới chân dẫm lên một cái đĩa tròn đuổi sát không tha một đám kiếm tiên. Bỗng nhiên ánh mắt hắn liếc một cái thấy được tinh la bàn, dưới chân hai người Vương Lâm sất hổ, ở phía xa, lập tức ánh mắt chợt lóe lên, đạp chân một cái, lập tức cái vòng tròn kia biến mất. Cả người hắn hướng về phía hai người Vương Lâm tiến tới. "Hai vị đạo hữu, có thể dung nạp thêm cho tại hạ một chỗ được không?" Hắn ngoài miệng tuy nói giọng khách khí nhưng bước chân phía dưới bước đến một cách thô bạo. "Hóa Thần hậu kỳ." Sất hổ ánh mắt chớp động, hạ giọng nói, "Vương Lâm thần sắc như thường cười nói, đánh hay là chạy, rất hổ huynh cho một lời đi. Tốc độ của la bàn tới giờ phút này vương lâm vẫn chưa toàn bộ thúc đẩy. Một khi toàn lực thì chạy thoát khỏi hóa thần hậu kỳ rất dễ dàng. rất hổ cười ha hả cả người mạnh mẽ đứng dậy, bàn tay nắm chặt nói, tăng huynh là hóa thần sơ kỳ còn dám đánh một trận với hồng điệp? Ta, rất hổ tu vi hóa thần trung kỳ cũng muốn đánh một trận cùng đạo hữu hậu kỳ này. đợi tại hạ chiến đấu xong, chúng ta chạy tiếp cũng không muộn. nói xong hắn đạp chân một cái từ trong tinh la bàn bay ra, miệng quát, muốn cướp la bàn thì phải cho ta xem thực lực của ngươi. Người trung niên kia sắc mặt thủy trung âm trầm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, thân hình chẳng những không dừng lại mà ngược lại nhanh hơn, trong miệng nói, hóa ra là người của cự ma tộc, lại đây. Nói xong, hắn tùy ý điểm tay trái về phía trước một cái. Tì, một đạo khí xám lập tức như tên bắn hướng về sắt hổ bay nhanh tới, vào lúc khí xám xuất hiện, trong nháy mắt lập tức bốn phía có một luồng sát y bao phủ sát chi ý cảnh. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lập tức nhận ra ý cảnh của đối phương, mức độ sát khí đúng là rất nồng đậm. Ngoại trừ bản tôn gia, Vương Lâm chứng kiến không nhiều lắm người được như thế này. Sát ý. Sắt hổ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại ở phía trước người hung hăng đánh tới, lập tức một cỗ cuồng ngạo khí từ trên người sắt hổ lập tức bay ra, bao phủ toàn bộ thân hình hắn phát ra từng hồi tiếng răng rắc, bỗng nhiên bành trướng lớn lên thêm mấy lần hóa thành người khổng lồ cao mấy trượng, hình cái búa trên mi tâm lại lóe ra khác thường. Cái búa này chính là trọng bảo trong thị tộc, là một loại bảo bối có công dụng lớn khác hẳn với tinh la bàn. Loại vật này không phải là thực thể. Lúc trước bị chu giật chiếm được và khi chiến đấu đã bị hồng điệp phá nát, có thể ngưng kết lại được. Chỉ có điều mỗi lần như vậy uy lực của nó sẽ gặp giảm suốt đi một phần. Búa biến ảo ra, rất hổ đem cầm ở trong tay, lúc này giống như một ma thần bước về phía trước một bước, một búa chém vào phía trên luồng khí sám kia. Phanh! Khí sám sụp đổ tan tành, Búa trong tay sắt hổ run rẩy một chút, thân mình lui ra phía sau mấy trượng, thân thể nổi lên các sợi gân xanh. Hắn cười lớn nói, sướng quá. Đến đây, người đàn ông trung niên kia mắt chợt lóe lên, thân mình dừng lại, cười lạnh vỗ túi chữ vật, lập tức từ bên trong bay ra một khối tinh thạch, tay phải điểm trên tinh thạch một cái, lập tức tinh thạch này tan ra trở thành chất lỏng. Người này vuốt một cái trên chất lỏng lập tức biến thành hình thoi. Hắn vung về phía trước, miệng quát, người đỡ thử thứ này một chút trong nháy mắt nhìn thấy tinh thạch này, rất hổ lập tức toàn thân phát lạnh, lập tức đủ loại ý niệm sát khí trong đầu nổ ra, suýt chút nữa rối loạn tâm thần, đáy lòng hắn không khỏi chấn động. Vương Lâm ánh mắt lập tức ngưng lại nhìn chằm chằm tinh thạch kia, bay nhanh tới nói, "Sắt hổ, đi thôi." Sắt hổ cười ha hả, không nói hai lời xoay người một cái bước trên la bàn, trong miệng nói, "Đánh không lại ngươi, không chơi nữa." Người đàn ông trung niên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, tay phải điểm một cái, tốc độ tinh thạch hình thoi kia trở nên nhanh hơn, Chuyển ra từng hồi tiếng khóc nhằm thẳng đến tinh la bàn. Vương Lâm thần niệm vừa động, la bàn lập tức lóe lên bay nhanh về hướng xa xa. Tốc độ tinh thạch kia mặc dù nhanh, nhưng không thể so lại với la bàn. Người đàn ông trung niên biến sắc, thân mình lập tức bay tới bắt lấy tinh thạch, đuổi theo không bỏ. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên ánh mắt lóe lên, dừng người lại nhìn chằm chằm tinh la bàn biến mất, hừ nhẹ một tiếng. Sư tôn tính toán Vũ chi kiếm tiên xuất thế, Đại La kiếm tông có cơ hội sở hữu được nên yêu cầu ta dùng hết khả năng ngăn cản khỏi khiến cho thực lực thiên vận tinh mất đi sự cân bằng nếu không phải như vậy ta sẽ cùng với hai tiểu bối tốt này đùa dỡn một phen hừ đại la kiếm tông tuy rằng cùng cấp bậc với thiên vận tông ta nhưng chỉ cần sư tôn thiên vận tử ra tay cần gì phải để trong mắt người này lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa xoay người rời khỏi tiểu bối phía trên la bàn kia xem vẻ mặt này chắc chắn nhận ra tinh thạch là vật gì xem ra cũng có chút kiến thức Tằng huynh, tinh thạch hình thoi kia là cái gì? Vì sao khuyên ta không đánh? Người nọ tuy là hóa thần hậu kỳ nhưng cự ma tộc ta thiên phú kỳ dị, ta tuy rằng đánh không lại nhưng cũng không sợ gì. Sắt hổ khoanh chân ngồi ở trên la bàn hỏi. Vương Lâm một bên vừa khống chế tinh la bàn vừa nói, giết người có thể ngưng tụ sát khí. Sát khí nhiều sẽ trở thành các tia sát khí. Sát khí nồng đậm thành dịch, quá nồng đậm thì thành tinh. Huyết tinh sát khí này nếu ngươi không tu luyện sát chi ý cảnh, thì khi tiếp xúc một chút tất nhiên bị sát khí làm bị thương đến nguyên thần. Sắt Hổ trầm mặc, hồi tưởng vừa rồi tinh thạch kia sau khi xuất hiện, trong nội tâm của mình đúng là dao động, gật gật đầu. Tu vi người đàn ông trung niên kia so với Hồng Điệp hẳn phải mạnh hơn. Nhất là sát ý của hắn, sợ là Hồng Điệp muốn đỡ cũng phải cố sức. Nếu là Bản Tôn xuất hiện có thể tiếp được tinh thạch sát khí này không? Bản Tôn không biết còn cần bao nhiêu linh lực để có thể lột xác lần thứ ba. Lần này trở lại chu tức tinh, có tiên ngọc chính là tiên khí dùng để thổ Nạp có thể đẩy nhanh tu luyện của bản tôn một chút. Vương Lâm trong nội tâm thẩm nghĩ, tốc độ tinh la bản cực nhanh, bay một vòng rất xa rồi từ bên ngoài tiếp cận dần dần vào theo sát đàn kiếm tiên. Bên trong hư vô phía trước xuất hiện một mảnh nhỏ của thiên giới, chỉ thấy từ trong mảnh nhỏ này truyền ra kiếm khí nồng đậm giống như hào quang bắn ra vạn trượng làm cho người ta chưa tới gần thân thể đã cảm giác giống như bị châm đốt. Vô số kiếm tiên rít gào kéo đến, nơi đây đúng là chỗ tồn tại của vũ chi kiếm hồn. Các kiếm tiên này hợp thành đạo đạo kiếm quang bay nhanh tới, Vương Lâm đang ở trên la bàn phía sau kiếm quang thẳng tiến theo vào trong hư vô này, chớp mắt liền đi vào bên trong mảnh nhỏ này. Là cô ta. Ánh mắt đầu tiên của Vương Lâm, thấy được là ở giữa không trung phía xa xa một cô gái áo trắng tóc dài bay nhẹ, ở trước thân hình nàng còn có hai con kim long. Sắt Hổ cũng phát hiện cô gái áo trắng, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, trầm mặc không nói. Lúc này Vương Lâm liền thu lại la bàn, bay lơ lửng ở giữa không trung hai con kim long này gào thét một cách điên cuồng, các mảnh nhỏ kiếm tiên từ bên trong hư vô hướng về hai kim long bay nhanh tới. Dần dần, càng lúc càng nhiều kiếm tiên bay đến. Các kiếm tiên này đồng loạt liên tiếp bay đan sen, tương trợ lẫn nhau, không ngờ lại thành hình một kim long. Ba con kim long, thân thể bay lượn vòng quanh cô gái, một con mắt rồng thật lớn lộ ra, ánh mắt lạnh lẽo âm u quét về bốn phía. Chương 298, Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu thời khắc này đàn kiếm tiên dường như vô tận vẫn từ trong hư không bay đến không lâu sau từ bốn phía theo sát đàn kiếm tiên bay tới hơn trăm người những người này cũng đều có tốc độ khá đuổi theo đàn kiếm mà đến kiếm tiên không ngừng bay tới bốn phía tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều những người này trong mắt ít nhiều đều cùng đều lộ ra vẻ tham lam ánh mắt khẩn trương nhìn vào kim long bay vần vũ xung quanh cô gái áo trắng bất quá để có thể đi vào khu vực tiên giới này đều là các cá nhân kiệt xuất của các tu chân tinh năng lực khống chế tâm thần tự nhiên rất mạnh. Tuy rằng trong tâm sinh ra ý tham nhưng không ai ra tay đoạt trước. Dừng, thu tay lại đi. Hiện tại đã có ba vũ kiếm rồi. Vậy là đủ rồi, ở trong mi tâm một kim long truyền ra một thanh âm rất nhỏ. Cô gái áo trắng thần sắc như thường, chậm rãi nói, vẫn còn chưa đủ, chờ thêm một lát. Vũ kiếm thứ tư cũng đã sắp thành hình. Nàng vừa dứt lời, thì thấy hư ảnh con kim long thứ tư chậm rãi xuất hiện theo phi kiếm, không ngừng tiến đến, chỉ có điều chưa ngưng thật. Nhưng sau một hồi đem kiếm tiên dung nhập, tốc độ ngưng thành thực thể của nó đã nhanh hơn. Đúng lúc này bên trong hư vô bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít gào long trời lở đất, tiếng rít gào sung mãn y khiêu khích. Ánh mắt ba con kim long lập tức ngưng lại chăm chú nhìn về hướng phía đông. Chỉ thấy hỏa cầu cực lớn từ nơi đó gào thét bay đến. Hỏa cầu chưa tới mà sóng nhiệt đã tấn công các tu sĩ đứng gần nó. Tất cả sắc mặt đều đại biến, vội lui về phía sau tránh ra tạo thành một con đường. Bọn họ gần như vừa mới tránh ra, thì hỏa cầu liền ầm ầm từ trong hư vô lao ra, đến giữa không trung của mảnh nhỏ này liền bùng nổ hóa thành từng trận đống lửa, hướng bốn phía bay quét tới. Tại điểm trung tâm bùng nổ của hỏa cầu một con thú kỳ lân toàn thân phát ra ngọn lửa màu xanh ngật ngưỡng đứng ở giữa không trung. Con thú này mũi lớn, phun ra hai luồng khí màu trắng, hai mắt như điện nhìn về phía ba con kim long. Đây là Kỳ lân tiên thú, là linh thú hộ sơn của Đại La kiếm tông. Con thú này là vật của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, lão quái này đến đây Rốt cuộc có bảo bối gì có thể khiến lão nhân gia lăng thiên hậu tự thân tới nhỉ? Một ít người có kiến thức rộng rãi lập tức tinh thần chấn động mạnh, trong nội tâm đều âm thầm suy đoán. Những người định lực không đủ dĩ nhiên lui ra phía sau mấy trượng, thất thanh kêu lên. Vương Lâm nhìn không chớp mắt vào tiên thú kỳ lân kia. Hắn lập tức thấy được, trên cái đầu thật lớn của con tiên thú kia có một người khoanh chân ngồi. Người này mặc áo xanh, dâu tóc bạc phơ tuy không gió nhưng bay phất phới, cả người tuy nói gầy yếu nhưng làm cho người ta một loại rung động giống như thiên uy nhất là ở sau lưng hắn có bốn kiếm ảnh hư ảo lóe lên mỗi lần kiếm ảnh này lóe lên là trái tim vương lâm lại đập thịt một cái phanh phanh sau hai tiếng này sắc mặt vương lâm tái nhợt từ khóe miệng máu tươi chảy xuống vội hoảng sợ thu hồi ánh mắt đúng lúc này rất hổ từ miệng phun ra một ngụm to máu tươi lộ ra biểu tình khủng bố không chỉ có hai người như thế không hề ít tu sĩ ở bốn phía khóe miệng đều chảy máu ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Hừ, đại la kiếm tông kiếm tôn lão quái, làm sao chúng ta có thể sánh được? Tu vi người này dĩ nhiên thông thiên. Bốn kiếm ảnh phía sau đó là bản mạng pháp bảo, có thể biến hóa thành hàng nghìn hàng vạn, sinh sôi không ngớt. Nếu tu vi không đủ, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị thương ngay, nếu khăng khăng cưỡng ép thì kể cả là bỏ mạng, cũng không kỳ lạ chút nào. Một ít người có kiến thức sau khi nhìn thấy kỳ lân xuất hiện lập tức cúi đầu, trong lòng cười lạnh vương lâm thở sâu vội vàng vỗ túi chữ vật trong tay cấm phiên hiện ra phất xuống phía dưới một cái bên ngoài thân thể được bao phủ bởi màn hắc vụ hắn lấy ra mấy hạt đan dược nhanh chóng nuốt vào vận chuyển trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận con thú kỳ lân kia sau khi xuất hiện phun ra hai luồng khí rồng chân sau tùy ý đạp một cái hướng về phía trước lúc này lão già áo xanh đang khoanh chân ngồi trên đầu kỳ lân kia bắt đầu mở hai mắt ánh mắt nhìn nhìn chằm chằm vào cô gái áo trắng trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng các hạ là tiên nhân lão già ánh mắt âm trầm chậm rãi hỏi lời này vừa nói ra tu sĩ bốn phía lập tức ẩm một tiếng loạn cả lên nhưng gần như lập tức ai nấy đều giữ nhỏ miệng lại ánh mắt nhìn phía cô gái áo trắng ánh mắt của cô gái áo trắng liếc mắt nhìn lão già một cái rồi bình thản nói lui ra ánh mắt lão già lóe lên một cái giận dữ cười rộ lên hắn thân là nhân vật số một số hai của thiên vận tinh vô số năm qua không ai dám nói chuyện với hắn như vậy cáp tiên giới tan biến Mặc dù ngươi thực sự là tiên nhân còn may mắn tồn tại thì lão phu cũng phải can thiệp. Lời này của lão già nói ra lập tức con thú kỳ lân phía dưới người bắt đầu gầm lên. Cô gái áo trắng vẻ mặt lãnh đạm nhưng đã có một chút vẻ phiền muộn, không nhìn lão già mà là nhìn về phía con thú kỳ lân kia nhẹ giọng nói, cái con nghiệt xúc này, kể cả tổ tiên nhà ngươi năm xưa cũng không dám ở trước mặt bản quân như thế. Chẳng lẽ tiên giới toái diệt, ngay cả trí nhớ kế thừa của ngươi cũng mất đi rồi. Ánh mắt con kỳ lân thú lộ ra một vẻ mê man lão già áo xanh ánh mắt âm trầm tay phải lập tức một tia hắc mang bao phủ chụp vào trên đầu con thú kỳ lân dưới cái chụp này vẻ mê man trong ánh mắt con thú kỳ lân lập tức biến mất thay vào đó là vẻ hung hãn nó lại gầm lên một tiếng cô gái áo trắng khẽ lắc đầu hạ giọng nói hóa ra không đánh một cái không thể khơi lại truyền thừa của con thú này nói xong nàng nâng bàn tay lên hướng về kỳ lân điểm một cái kỳ lân kia lập tức lùi lại vẻ hung hãn trong mắt lập tức biến mất không ngờ lộ ra một sự sợ hãi cả run người lên Lão già trên đầu lập tức bị rớt người xuống. Con thú kỳ lân này kêu lên một tiếng rồi phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Lão già áo xanh đang ở giữa không trung, trên mặt thể hiện sự nghi hoặc, ngươi nghĩ rằng tiên giới không còn nữa thì ta không thể trừng phạt được ngươi sao? Cô gái áo trắng than nhẹ, bàn tay ngọc cũng không dừng lại mà tiếp tục hướng lão già áo xanh điểm một cái. Cái điểm này vừa xuất ra tức thì lay động cả thiên địa. Lão già áo xanh sắc mặt tái nhợt, thân mình lập tức lui về phía sau, đồng thời hai tay liên điểm xuống bốn thanh kiếm ảnh phía sau lập tức bay ra đứng chắn ở trước người phanh hai tiếng nổ ra hai kiếm ảnh lập tức tan vỡ lão già áo xanh sắc mặt đại biến hắn không nói hai lời xoay người bước đi tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền liền biến tại chỗ lúc hiện ra đã ở xa xa bên trong hư vô bên người cô gái áo trắng hư ảnh con kim long thứ tư càng thêm ngưng thật dĩ nhiên đây là thời khắc cuối cùng cô ta cũng không phải tiên nhân bình thường cô ta tự xưng là bản quân chẳng lẽ là tiên quân lão già áo xanh nội tâm càng thêm kinh hãi chỉ điểm một cái liền hủy diệt hai bản thể kiếm ảnh của mình kể cả là thiên vận tử cũng không làm được như vậy làm sao hắn không sợ hãi được thôi hôm nay cùng lắm thì kiếm tiên không lấy được a à, không đúng lão già áo xanh thân mình lập tức dừng lại một chút trên mặt lộ ra vẻ trầm tư quay đầu nhìn thoáng qua lại nơi mảnh nhỏ phía xa nếu là tiên quân ta mạo phạm vào cô ta với điều luật tiên giới năm đó thì đây là tội lớn phải diệt nguyên thần nhưng cô ta lại vẫn chưa giết ta ta hiểu rồi người này không phải không muốn giết ta mà là muốn dọa ta chạy đi lão già áo xanh ánh mắt chợt lóe lên không nói hai lời xoay người lại bay về phía mảnh nhỏ vào lúc này hắn đang bay giữa không trung hai thanh kiếm ảnh phía sau lập tức hiện ra ở phía trước người hư ảnh kiếm từ hai hóa bốn bốn hóa tám gần như trong chớp mắt trước người hắn liền hóa ra hơn trăm kiếm ảnh nhanh chóng quay lại trong nháy mắt hắn đã quay trở lại bên trong mảnh nhỏ bên trong mảnh nhỏ này tu sĩ bốn phía nhìn thấy dưới một cái điểm tới của cô gái áo trắng, đường đường là kiếm tôn không ngờ cũng không địch lại, kinh sợ mà chạy mất. Đám người này dĩ nhiên hiểu rằng hôm nay không có khả năng thu thập được kiếm tiên, vì thế đều lặng lẽ lui ra phía sau, chuẩn bị rời khỏi nơi này. chương 299, Pháp thuật tiên ý không thể che đậy người ngàn năm si tình. Nhưng đúng lúc này, lão già áo xanh quay trở lại. Cô gái áo trắng vẻ mặt bình thường như trước, ánh mắt như mặt hồ không chút gợn sóng, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua mi tâm của con kim long bên người, than nhẹ một tiếng, thân mình tiến về phía trước một bước nghênh tiếp lão già áo xanh đang hò hét tiến đến. Tiên quân, tại hạ muốn lãnh giáo một lần để xem thực lực của tiên nhân rốt cuộc như thế nào. Thanh sam lão già hét lớn, kiếm quang trước người càng nhiều thêm, ầm ầm công kích về phía địch thủ. Cô gái áo trắng tay phải vung lên về phía trước một cái, trong tai chỉ nghe thấy tiếng các tiếng động liên tiếp băng băng từ xa xa truyền về giống, như khai thiên ích một địa vậy. Một, mở trời mở đất hơn trăm kiếm ảnh kia lập tức giống như va chạm phải một tấm huyền thiết cứng rắn, kiên cố, tất cả đều vỡ vụn. Lão già áo xanh kia sắc mặt lại đại biến, vội vàng lùi lại về sau, hai tay không ngừng kết ấn phía trước người. Một đạo lại một đạo quầng sáng phòng ngự xuất hiện trước người, nhưng gần như mỗi cái xuất hiện liền lập tức bị tan vỡ. Lão già lùi liên tiếp về phía sau, chán vã mồ hôi, hai tay hắn càng nhanh hơn. Phanh, 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 Đến tận hơn 300 quầng sáng phòng ngự được lão già kết ấn xuất ra thì lúc này, quầng sáng mới hết tan vỡ. Lão già sắc mặt tái nhợt, trong mắt không có vẻ kinh hoàng mà là lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi hắn rõ ràng nhận thấy cô gái áo trắng kia trong giây phút này, trên người ban đầu như người bình thường lúc này, xuất hiện các tia tử khí tràn ra. Tiên nhân, cũng thường thôi. Hắn cười ha hả, ha, hai tay vỗ phía trước người một cái, một luồng ánh chớp điện quang xuất hiện ở trong tay. Luồng điện quang này lóe lên một cái không ngờ hóa thành hình thanh kiếm, được lão giả hai tay nắm chặt lấy, lập tức điện quang từ thanh kiếm này phát ra từng trận tiếng động u u giữa không trung nhằm hướng cô gái áo trắng rít gào kéo, kéo tới. Cô gái áo trắng thần sắc như trước như thường, nàng than nhẹ, đối mặt với điện quang của thanh kiếm đang bay nhanh tới, nàng lại nâng tay phải lên điểm về phía trước một cái, chẳng qua lúc này đây trên thân thể của nàng lập tức tràn ra một lượng lớn tử khí. "Đình Nhi, để ta ra thôi." hơn 2.000 năm tiên khí của ngươi nếu sử dụng toàn bộ sợ là, cuộc đời này ngươi không thể thức tỉnh lại. Từ thân mình của con kim long đang quay xung quanh nàng truyền ra một thanh âm trầm thấp. Trước khi thanh kiếm tiên thứ tư ngưng kết thành công thì ngươi không thể ra được. Nàng hạ tay xuống lập tứ kiếm quang như tia chớp kia tan vỡ. Lão già áo xanh không ngừng lùi lại về phía sau, lúc này hắn chỉ cần kết xuất hơn 200 quần sáng là hóa giải được công kích. Vẻ hưng phấn trong hai mắt hắn càng nồng đậm. Đúng lúc này đàn kiếm cuối cùng từ hư không xuyên qua bay đến dung nhập vào, một tiếng kiếm ngân vang từ bên trong kim quang truyền ra, kim long thứ tư đã được ngưng thật lại. Cô gái áo trắng ánh mắt bình tĩnh, hai tay vừa động lập tức toàn bộ bốn con kim long xoay quanh trước người nàng. Bàn tay nàng điểm nhẹ một cái, kim quang bên ngoài một con kim long vỡ ra lộ, ở trong một kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính. Cái điểm tay này làm cho tử khí trên mặt cô gái áo trắng càng nặng thêm. Tiên khí hơn hai 000 năm tích lũy dĩ nhiên được nàng sử dụng vào việc này, nếu không cần phải tích lại hơn một nửa tiên lực để biến hồn cho chu giật thì dưới cái điểm tay này lão già áo xanh chắc chắn phải chết kiếm hồn của vũ kiếm thứ hai kiếm tiên cổ kia lập tức từ mũi kiếm lóe ra một luồng sáng lấp lánh bằng nắm tay theo thân kiếm tiên bay ra trên người cô gái áo trắng tử khí quá nặng bàn tay nàng bắt lấy luồng sáng lấp lánh này rồi ném hướng về mi tâm có làn hắc vụ trên một con kim long bên cạnh người mất đi luồng sáng kiếm tiên lập tức mất vẻ lóng lánh từ giữa không trung rớt xuống thanh kiếm này rơi xuống lập tức khiến ánh mắt toàn bộ tu sĩ bốn phía tập trung lại. Lão già áo xanh lại xông người lên. Lúc này hai tay hắn kết thành ấn hạ xuống, sau khi ngưng tụ ra hư ảnh của mười đạo kiếm quang liền vung tay lên, kiếm quang lập tức bay ở trước người. Người này hét lớn một tiếng bay nhanh tiến đến. Đúng lúc này bỗng nhiên một thân ảnh từ trong đám đông xông ra, người này chính là người đàn ông trung niên, mà trên đường đi từng đánh một trận với vương lâm và sất hổ. Trong nháy mắt, ba tinh thạch màu máu ngưng tụ, trước người bị hắn thúc đẩy toàn bộ lực lượng hướng lão già áo xanh phóng tới lão già áo xanh nghiêng mắt nhìn thấy không nói lời nào bàn tay to của hắn vung lên hướng đến huyết tinh sát khí bạo người đàn ông trung niên lập tức quát phanh 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 ba tiếng nổ lớn huyết tinh lập tức nổ tung ra bên trong vụ nổ này rõ ràng xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn phía trong là một màu đen kịt một bàn tay to từ trong lốc xoáy hiện ra nhằm vào lão già áo xanh chụp một cái Thiên vận tử, ngươi nếu ngăn trở ta đoạt kiếm thì khi trở lại Thiên vận tinh, hai phái ta và ngươi sẽ máu đổ ngàn năm." Sau khi lão già áo xanh nhìn thấy bàn tay kia lập tức biến sắc quát, đồng thời thân hình hắn chợt lóe lên, né tránh bàn tay to nhằm cô gái áo trắng bay nhanh đến. Bàn tay kia đuổi theo sát phía sau không tha đồng thời từ bên, trong cơn lốc xoáy một thanh âm tang thương truyền ra. "Lăng Thiên Hậu, kiếm tiên phải có duyên mới lấy được. Ngươi nếu có thể đoạt lấy tất nhiên là có duyên." Thiên vận tử thân hình vương lâm chấn động mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm vào bàn tay thật lớn kia trầm mặc không nói lão già áo xanh sắc mặt âm trầm hắn nhanh như tia chớp gần như trong chớp mắt liền theo làn kiếm quang tiến vào bên cạnh cô gái áo trắng bàn tay to kia hướng về kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính mới được ngưng kết kia trộm tới nhưng tại nháy mắt hắn đang muốn bắt lấy lập tức một thân ảnh so với tia chớp còn muốn nhanh hơn mấy lần từ trong đám người xung quanh lao ra chợt lóe một cái đoạt lấy kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính kia trước một bước, cầm ở trong tay rồi lùi lại bay ra xa. Ha ha, Lăng Thiên Hậu, bốn thanh kiếm tiên thiên mặc tử ta không tham, chỉ lấy một thanh. Cáo từ. Thân ảnh này rõ ràng chính là văn sĩ trung niên kia, người này so với lão già áo xanh thì sớm đến trước một bước, trước giờ ẩn náu ở trong đám người, đến giờ phút này mới ra tay, một chiêu liền đoạt lấy kiếm tiên. Thiên mặc tử, ngươi dám đoạt đồ vật của ta? thiên mặc tinh của ngươi trở đại la kiếm tông ta diệt sát đi. Lão già áo xanh tức giận giống lên, tốc độ của thiên mặc tử quá nhanh, hắn tự nhận không truy kích được, nên chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương đang nhanh chóng rời xa. Ha ha, lăng thiên lão nhi, một trận quyết chiến giữa ngươi và ta không thể tránh được. Lúc nào ta cũng hoan nghênh đại giá tới. Văn sĩ trung niên kia đối với lời uy hiếp của lão già áo xanh khẽ cười một tiếng, tốc độ trở nên nhanh hơn, trong hư không phía trước không ngờ xuất hiện một hắc động. Người này chui vào hắc động biến mất khỏi tiên giới về tới Thiên Mặc Tinh của hắn. Tốc độ thật nhanh, so với tinh la bàn của ta còn nhanh hơn gấp mấy lần. Vương Lâm hít sâu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đám tàn ảnh. Cô gái áo trắng xem ra cũng không thèm liếc mắt một cái, tay phải điểm trên một kim long khác ở bên cạnh người. Kim long kia lập tức rên rỉ một tiếng, kim quang tiêu tan hóa thành một thanh kiếm tiên uốn lượn hình con rắn bay ở giữa không trung. Lão già áo xanh ánh mắt chợt lóe lên bàn tay to thuận thế hướng về phía trước chụp lấy. Lúc này phía sau hắn, bàn tay to do thiên vận tử biến ảo thành đang càng lúc càng đến gần. Cô gái áo trắng thần sắc lạnh nhạt, tay phải điểm một cái, lão già áo xanh hét lớn một tiếng, nửa người phía trên có tiếng động kèn kẹt rồi tức khắc vỡ nát, trước ngực hắn lập tức xuất hiện một dấu tay màu đen. Lão già phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng tay phải vẫn giữ tốc độ không đổi hướng về thanh kiếm tiên chụp tới. Trên thân thể cô gái áo trắng tử khí dĩ nhiên nồng đậm tới cực điểm, ánh mắt nàng lộ ra tia bi ai, hạ giọng nói, ngươi muốn lấy kiếm này thì ta cho ngươi, nhưng kiếm hồn thì ta phải lấy. Trên thanh tiên kiếm hình con rắn này trong nháy mắt lão già áo xanh bắt lấy, một luồng ánh sáng lấp lánh dũng mãnh xuất hiện bị cô gái áo trắng bắt lấy trong tay, rồi hướng về phía mi tâm kim quang ấn một cái. Kiếm này đã thuộc ta. Lão già áo xanh cười ha hà chịu đựng sự đau đớn, ở ngực ôm lấy thanh kiếm tiên hình con rắn, sau một chút do dự liền lùi lại. Bàn tay to phía sau đang chộp tới hắn lập tức lệch sang một bên tránh ra, Tiếp theo không hề chộp tới, mà lại lui lại ra phía sau bắt lấy Vương Lâm và Sắt Hổ, hai người từng có tranh chấp với người đàn ông trung niên, nhanh chóng hướng về bên trong lốc xoáy biến mất. Ở thời khắc biến mất, trong lốc xoáy lại truyền ra thanh âm già nua của Thiên Vận Tử. "Lăng Thiên Hậu, ngươi đoạt được kiếm tiên chính là thiên ý, lão phu không ngăn trở ngươi, tự giải quyết cho tốt." Lão già áo xanh cười ha hả, ánh mắt chợt lóe rồi dừng lại trên người cô gái áo trắng, âm trầm nói, "Công kích của ngươi càng lúc càng yếu." tiên chỉ này không ngờ không thể giết chết được lão phu. Xem ra ngươi là bể trên của tiên nhân, lão phu không muốn giết ngươi bất quá kiếm hồn của hai thanh kiếm tiên còn lại ngươi, cũng không thể lấy được. Chương 300, đột phá. Kiếm tiên không có kiếm hồn thì không tồn tại cái gì bất lợi, chỉ không có phép thần thông bên trong, cần phải tế luyện thêm lần nữa. Cô gái áo trắng trong mắt lộ vẻ bi ai sâu đậm, tay phải lại điểm ở trên một con kim long. Con kim long kia rít gào một tiếng hóa thành một thanh kiếm lớn, bay lơ lửng ở giữa không trung lão già áo xanh hử nhẹ một cái, thân mình vừa động, tay trái hướng về thanh kiếm này chộp lấy. Cô gái áo trắng than nhẹ, tay phải điểm vào mi tâm, tức thì các tiên lực còn lưu giữ lại theo mi tâm này phát tiết ra ngoài. Ở bốn phía xung quanh nàng xuất hiện một màn xương ước chừng 10 trượng, thân hình lão già áo xanh bị bức bách ra bắn ra ngoài. Hắn quát một tiếng, tay phải vung kiếm tiên lên hung hăng va và chạm vào màn xương, màn xương này lập tức lay động nhưng vẫn chưa tan vỡ. Lão già áo xanh không thể nào cam tâm vội nhanh chóng huy động kiếm tiên, thậm chí sử dụng pháp thuật thần thông tiến hành công kích lên màn xương này. Sau khi phóng thích tiên lực còn lại này, hai mắt của cô gái áo trắng chậm rãi nhắm lại, cả người nàng lập tức bị tử khí dày đặc bao phủ. Chu giật, thiếp không phải là tiên quân thực sự. Tiên quân thực sự là phải không có chút tình cảm gì. Thiếp không biết vì sao lại sinh ra từ một tàn hồn. Hơn 2.000 năm thủ hộ, thiếp vẫn luôn thấy ở trong lòng khoảnh khắc nguyên thần chàng bốc cháy. Thiếp đã hiểu được, thiếp được sinh ra bởi sự si tình của chàng. Cảm ơn nếu có kiếp sau thiếp hy vọng thiếp không còn là tàn hồn để chàng còn có thể ở bên cạnh thiếp trong mi tâm một con kim long cuối cùng từ làn tử vụ kia truyền ra một tiếng rít gào đầy bi ai đình nhi thân mình cô gái áo trắng chậm rãi ngã xuống nàng gắng ngượng nâng cánh tay phải lên nhằm thanh kiếm lớn phía trên điểm một cái một luồng sáng lấp lánh từ trong thân kiếm bay ra chậm rãi bay về phía mi tâm trên con kim long cuối cùng rồi dung nhập vào làm xong hết thảy việc này trên miệng nàng, lần đầu tiên lộ ra một cái cười mỉm vui vẻ, rất đẹp. Cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ vận mệnh khiến chúng ta gặp nhau. Pháp thuật tiên ý, ngươi không thể che đậy được người ngàn năm si tình. Mấy ngàn năm thủ hộ chỉ vì sinh mạng ta mang lại kỳ tích. Sự si tình của chàng kinh động trời, tình cảm của chàng xúc động đất. Vì thiếp chàng đã bỏ đi sinh mạng, vì chàng thiếp cũng có thể bỏ qua cuộc đời này. Tam sinh hữu hạnh, thiếp và chàng ước hẹn kiếp sau, nhớ đừng quên. Kiếp này, không từ trong tử vụ của mi tâm con kim long cuối cùng truyền ra một tiếng giống thảm thương ngay sau đó một luồng ánh sáng lăng lệ từ trong làn tử vụ kia lao ra hóa thành hình dáng của chu giật trên đỉnh đầu chu giật bốn luồng kim quang không ngừng dung hợp cuối cùng hình thành một hư kiếm màu vàng trầm nhập vào trong cơ thể chu giật cả người hắn lập tức phát ra kim quang vạn trượng chỉ có điều kim quang này không làm cho người ta có cảm giác dịu dàng mà là một cảm giác thật đau thương con kim long kia sau khi chu giật lao ra liền lập tức sụp đổ trong các điểm sáng lấp lánh một thanh đoàn kiếm mà cô gái vừa dùng bay ở bên cạnh thanh kiếm lớn kia một lớn một nhỏ này có thể coi như là một đôi vợ chồng cô gái áo trắng nhắm hai mắt lại cả người nằm xuống theo cái chết của nàng màn xương ở bốn phía tan biến vì sao vì sao nàng phải làm như vậy chu giật ta đã chết sao nàng vì ta làm như vậy nàng chết ta sống ta sống nàng chết chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta là phải như thế này sao không chu giật muốn ôm trầm vào thi thể của cô gái nhưng vào thời khắc hắn đụng vào thi thể cô gái thì thi thể ấy trở nên trong suốt hắn liền ôm phải khoảng không ánh mắt hắn lộ ra vẻ đau đớn có thể kinh động đến trời có thể rung động đất thi thể cô gái xuyên qua thân thể hắn rơi xuống phía dưới màn xương biến mất cùng liên quan đến là hai thanh kiếm tiên một lớn một nhỏ kia cũng đang hạ xuống dường như bên trong có sự dìu dắt hai thanh kiếm tiên này vườn quanh người thi thể của cô gái hạ xuống nhìn thi thể cô gái không ngừng rớt xuống hai mắt chu giật lộ vẻ đau đớn đến cùng cực. Đình Nhi, ta không phải tên là Đình Nhi, tuy nhiên cái tên Đình Nhi này, ta rất thích, ta là một cái tàn hồn vì sự si tình của chàng mà sống lại. Lão già áo xanh giận dữ quát một tiếng, thân mình hướng về hai thanh kiếm tiên bên cạnh thi thể cô gái chộp tới. Cùng lúc đó, hai mắt hắn có chút kiêng kỵ quét mắt liếc nhìn Chu giật một cái. Vương Lâm từ xa thấy một cảnh như vậy, trong lòng hắn trào dâng xuất hiện một tia bi ai, sinh, tử, nàng sống, hắn chết, Sinh tử này chính là một loại khác của vận ý, trong giây phút này Vương Lâm trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, đạo gia có mây, coi nó là núi thì nó là núi, coi nó là sông thì nó là sông, ở nơi này Vương Lâm tự mình lại có thể ngộ ra được, xem sinh là sinh, xem tử là tử, cái này chẳng qua chỉ là hàm nghĩa của tầng thứ nhất ý cảnh. Năm đó lúc ở tại Liên Minh bốn phái, khi Vương Lâm nhìn thấy bốn phái bị Tuyết vực quốc tiêu diệt, nhìn thấy sự việc kia đã đưa hắn trở thành tu sĩ hóa thần ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh khi cảnh tượng máu đã hòa lẫn vào tuyết lúc đó trong tâm linh hắn mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá sống hay chết thường thường chỉ sự cách biệt có đôi khi rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống trong lòng mọi người có đôi khi rõ ràng là sống nhưng không có gì khác biệt thì có khác gì đã chết vương lâm trong mắt càng lúc càng tỏa sáng chu giật chết khiến cho đình nhi sống lại đình nhi chết lại khiến chu giật sống trong sinh tử này cũng là tạo hóa trêu người nhưng cái chết của hai người đều không phải là sự chấm dứt, mà là lấy một loại khác sinh tồn ở trong tâm, lưu giữ trong lòng. Xem sinh không phải là sinh, xem tử không phải là tử. Trong mắt vương lâm bừng lên một màu sáng lạng. Hắn hiểu rõ, trên người hắn dũng mãnh hiện ra cỗ khí, tức dường như đã khám phá được ý cảnh của sự sinh tử. Trong giờ phút này ý cảnh sinh tử của hắn tự nhiên lớn mạnh vượt bậc. Vương lâm hít sâu, hắn hiểu được tu vi của chính mình đã có đột phá. Hóa thần trung kỳ, không còn xa nữa nữa từ hóa thần trở đi khi có lĩnh ngộ, về ý cảnh là điểm trọng yếu để đột phá tu vi. Một khi ý cảnh đột phá như vậy, trong vòng không quá 10 năm tu vi sẽ đột phá theo. Cái này giống như một cái bình chứa, nếu bình chứa chỉ bằng nắm tay thì chất lỏng trong nó tự nhiên cũng chỉ bằng vậy. Nhưng khi ý cảnh đột phá cũng giống như cái bình chứa này được mở rộng ra mấy lần. Tuy nói giai đoạn này chất lỏng bên trong mới chỉ bằng nắm tay, nhưng bây giờ đã bỏ đi khống chế nên có thể tăng trưởng khi tăng trưởng bằng thể tích của bình chứa thì lúc đó chính là lúc tu vi đột phá lúc này kiếm tôn lăng thiên hậu của đại la kiếm tông bay với tốc độ rất nhanh bàn tay hướng về cô gái áo trắng đang rơi xuống đất đánh tới mục tiêu chính là hai thanh kiếm tiên một lớn một nhỏ chu giật ngơ ngác nhìn cô gái áo trắng thể xác và tinh thần hắn trống rỗng không có chút ý niệm nào trong đầu hành động của lão già áo xanh giống như thả viên đá vào trong nước lập tức khiến chu giật trở nên phẫn nộ thân mình hắn vừa động Cánh tay phất một cái lập tức kim quang từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện, cả người hắn hóa thành một kiếm ảnh thật lớn, tốc độ nhanh như tia chớp rít gào kéo đến. Trên không trung vào thời điểm kiếm ảnh xuất hiện, trời đất trở nên u ám, mặt đất xuất hiện từng đợt nứt vỡ. Lão già áo xanh biến sắc không dám đoạt lấy kiếm nữa, hắn có thể cảm giác được bên trong cỗ kiếm quang này, một cỗ ý chí có sức mạnh có thể hủy diệt hết thảy. Không chút do dự lão già áo xanh lập tức xoay người, hét lớn một tiếng hai tay tạo thành chữ thập lập tức xuất hiện một luồng kiếm quang ở trước người đẩy mạnh một cái về phía chu giật các kiếm ảnh lập tức phóng tới phanh kiếm quang của lão già tan vỡ hắn phun ra một ngụm tiên huyết dấu tay màu đen trước ngực hắn lập tức khoách tán lớn lên thêm gấp bội tiên chỉ quá mức bá đạo lão phu hôm nay thụ thương không thể phát huy toàn bộ tu vi hiện đã lấy được một tiên kiếm thôi vậy thân mình lão già áo xanh lùi lại về sau không nói hai lời tay phải hướng sang bên cạnh xé một cái Lập tức trong hư không vỡ ra một lỗ hổng thật lớn, hướng đến của chỗ nứt kia đúng là vị trí của Đại La Kiếm Tông Thiên Vận Tinh. Thân hình hắn chợt lóe đang muốn chui vào bên trong. Lúc này kiếm ảnh do Chu giật Hóa thành tốc độ thêm nhanh, đi kèm với tiếng rít gào kinh người điên cuồng tấn công đến. Sắc mặt lão già đại biến, hắn không nói hai lời xoay người tiến vào cái khe. Cùng lúc đó tay phải của hắn nhất vẫy một cái. Kỳ Lân thú vẫn đang nằm trên mặt đầu liền lập tức hóa thành một đạo thanh quang, cùng với hắn biến mất trong khe hở. Cái khe đó nhanh chóng khép lại. Nhưng kiếm ảnh do Chu giật hóa thành trong nháy mắt khi cái khe khép lại đã vọt vào, kiên quyết đuổi theo. Không giết được người này, thề không trở về. Đại kiếp của Đại La Kiếm Tông cũng bắt đầu từ đây. Mọi chuyện phát sinh cực nhanh, cũng chỉ qua mấy lượt hô hấp mà thôi. Cái khe biến mất, bốn xung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Hơn một trăm tu sĩ còn lại đều nhìn về thi thế của nữ tử và hai thanh tiên kiếm bên cạnh nàng. Hô hấp của mọi người lập tức rồn rập hẳn lên nhưng ngay khi thân thể nữ tử kia rơi xuống đất hai thanh tiên kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang vọt về phía vương lâm đang đứng trong đám người kia